xem màn hình của mình khi mà anh chuyển nhé. Các bạn xem màn hình của anh chuyển này. Để anh tính, anh sẽ uống, anh sẽ chuyển, di chuyển chậm một chút. Là anh sẽ tính khoảng độ 3 cho đến 5 giây để anh tính delay. Khoảng 3 đến 5 giây delay. Mình phần lớn sẽ làm việc trong hai màn hình này. Ok. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người nghe rõ và nhìn được hai cái màn hình vừa chuyển nhá. Một cái về Zoho Spark và một cái về CM. Ai có vấn đề gì thì có ý kiến nhé. Anh nghe rõ, nhưng mà nghe rõ. Rồi, thank you. Mình bắt đầu nhỉ? Theo thông lệ, theo cách mà chúng ta vẫn tổ chức từ mấy ngày hôm nay ấy, thì có Vũ nhé. Có Vũ rồi, Vũ phân công chú một hai người ngồi trợ giúp nhé. Bao gồm cả trợ giúp là khi mà mọi người có câu hỏi, cũng như là khi mọi người có câu hỏi và khi mọi người có ý kiến ấy, hoặc là bản thân bọn cháu cũng trợ giúp cho chú trong việc mà trợ giảng nhé. Đó là một số cái module mà chú chưa quen ấy, mà chú cũng muốn là bọn cháu sẽ là, tức là hôm nay sẽ là buổi interact, những cái buổi mà chúng ta tương tác với nhau, chứ không chỉ đơn thuần là một người đứng ra hướng dẫn nhé. Vũ nhá. Dạ vâng. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nhá. Để bắt đầu ạ, thì tất cả các bạn trong các bạn ở đây ấy, có ai chưa vào được cái địa chỉ gọi là Zoho Spark này thì bấm số 0 để Vũ và các bạn gửi địa chỉ, và nhóm trợ giúp gửi địa chỉ và gửi cái hướng dẫn làm sao để đăng nhập được nhé. Đây là cái cổng thông tin, cái cổng tự học, gọi là cái hệ thống tự học gọi là Learning Management System của Zoho, để chúng ta khi mà chúng ta có account và bên hãng chấp nhận ấy, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào và chúng ta sẽ vào học bên trong của Zoho. Các bạn vào địa chỉ này là một. Các bạn nếu với những người chưa đăng nhập ấy, thì các bạn bấm vào cái nút gọi là If you do not have access to our LMS, thì please submit a request here. Thì các bạn bấm vào đây đăng ký. Thì thường thường anh là người đã gửi cái link để mọi người đăng ký rồi. Tuy nhiên sau khi được hãng chấp nhận ấy, thì mọi người bấm vào sign in with Zoho như này. Internet rất tệ luôn. Khi các bạn đăng nhập vào Zoho Spark, sẽ ra nó gọi là self learning platform của Zoho, một cái hệ thống, một cái nền tảng tự học của Zoho. Các bạn sẽ thấy các available courses là những cái khóa học đang có sẵn ở trong này. Đối với các bạn chưa được approve, chưa được chấp thuận truy cập vào những cái bản ghi mà Zoho đã lưu lại trong 3 ngày, trong 2 tuần đầu tiên ấy, thì các bạn chỉ có đến cái hàng này thôi. Còn đối với một số bạn thì đã, ví dụ như là tài khoản này đã được chấp nhận, là đã có link để thi chứng chỉ Zoho và đã có link để xem lại những cái video clip quay trong mấy ngày vừa rồi ấy, thì có thêm được hai cái bài giảng nữa. Hôm nay chúng ta đi sâu vào một cái bài học, đó là CRM for Administrator, là tất cả những gì mà chúng ta học trong cái tuần đầu tiên, 3 ngày buổi đầu tiên, 3 ngày học đầu tiên. Thì anh đã vừa hướng dẫn các bước là làm sao mà chúng ta có tài khoản, rồi chúng ta đăng nhập vào Zoho Spark, và làm sao chúng ta tìm được đến cái địa chỉ mà chúng ta cần mở, mà chúng ta trao đổi hôm nay, gọi là Zoho CRM for Administrators này. Đây là nội dung tất cả những gì chúng ta đã học trong cái tuần đầu tiên, 3 buổi tuần đầu tiên. Nó bao gồm phần 1 này, phần 2 này, phần 3 này, phần 4 này, phần 5 này, phần 6 này, phần 7 này, phần 8 này, phần 9 này và phần 10. Trong cái mục tiêu mà chúng ta đặt chính cho hôm nay là chúng ta tập trung vào phần 10 này. Thì cái điều may mắn là trong phần 10 phần mà chúng ta học ấy, chúng ta trong 10 phần 10 10 phần mà chúng ta cần rèn luyện ngày hôm nay ấy,
thì chúng ta đã trải qua 18 tiếng của tuần thứ nhất và chúng ta qua hai buổi luyện tập rồi. Cho nên cái buổi anh hy vọng là buổi hôm nay nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên đối với một số bạn hoặc là học xong quên váng mất, hoặc là tham dự buổi đầu tiên thì nó sẽ cũng khá vất vả. Nhưng mà anh rất là mong muốn là cái buổi hôm nay anh sẽ trợ giúp các bạn cái hướng mà chúng ta có thể đọc lại, luyện tập lại sau cái buổi học này, và chúng ta phải dễ dàng hiểu được làm thế nào có thể làm chủ được Zoho. See anh. Ok. Bên cái màn hình bên trái này là các bạn thấy rằng đây là các cái nó gần như là gọi là mục lục của chương trình ấy. Các bạn có thể rất dễ dàng để truy cập đến phần nào. Ví dụ chúng ta đang phần 10 chúng ta bấm ở đây. Nếu chúng ta thấy là phần process management là phần quản trị quy trình ấy mà khó khăn ấy, chúng ta cần tham khảo, chúng ta bấm vào đây. Hay là chúng ta muốn quay lại phần đầu tiên thì chúng ta bấm vào đây. Ok. Tất nhiên chúng ta sẽ đi từ phần 1. Cái phần 1 này hôm qua anh đã gửi một tài liệu, anh đánh dấu số 1 ấy, là gọi là onboarding guide, tức là chào mừng tất cả mọi người lên thuyền ấy. Anh đã gửi qua để mọi người xem. Lát nữa anh cũng sẽ mở ra để về cái tài liệu đó. Tuy nhiên đấy là cái phần đầu tiên mà anh muốn giới thiệu trong cái bài học hôm nay. Buổi trao đổi hôm nay là anh sẽ đi vào phần giới thiệu nhanh về ZOCM. Chúng ta nghe rất là nhiều về CM rồi đúng không ạ? Chúng ta nghe rất là nhiều. Cái vấn đề bản chất là CM, mình cứ nói theo tiếng Anh nhé, CM nó viết tắt từ Customer Relationship Management, hay nó khác là hệ thống quản trị quan hệ khách hàng. Thì có quá nhiều sai lầm trong thời gian dài và thậm chí đến tận bây giờ ấy, là mọi người nghĩ CM là mua cái phần mềm về là xong. Nó như là Word Excel. Đấy là thời gian rất là dài mọi người nghĩ như vậy. Thì thực ra đấy là cái quan điểm sai lầm. Nhưng mà nếu mình coi CM là phần mềm đã sai lầm rồi, thì CM nó là cả một cái văn hóa doanh nghiệp, nó là cả một cái chiến lược tổng thể phát triển. Thì đối với I3 là anh em đều cố gắng rèn nhau rất là kỹ. Bản chất là cuối cùng làm sao mà cái dịch vụ khách hàng, quan hệ từ khách hàng, từ bên trong bên ngoài, từ nội bộ đến khách hàng đến đối tác của mình, nó thành một cái quy chuẩn, và các thông tin nó luôn luôn được đưa đến đúng người đúng lúc người ta cần, nó không bị tắc nghẽn ở các nơi, thì cái CM nó phải như vậy. Nếu như anh em nhiều khi anh hay cáu với cả một số bạn vì một số như cái cách ứng xử ấy. Nhưng tuy nhiên thì như các bạn ở đây, rất nhiều anh em đã từng vào những cái nơi mà công ty hay tổ chức hội thảo, ví dụ như là bên Sofitel Metropole ấy, hoặc nhiều nơi khác, các bạn sẽ thấy một điều là ngay từ cái thái độ của người gửi xe hoặc là những người người ta mở cửa, người ta đón tiếp mình văn phòng, mà những việc đó không chuẩn, ngay lập tức là anh em mình đã có ác cảm ngay lập tức rồi, và thậm chí mình không bao giờ mình sử dụng dịch vụ nữa. Mình không bao giờ mình quan tâm đến người ta nữa. Thì cái CM nó phải là cái văn hóa doanh nghiệp, nó làm cái chỗ đó. Anh em đến mọi nơi, ví dụ như là đi Vietnam Airlines chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là các bạn lễ tân, cái tiếp tân, các bạn ấy là một người cố gắng rất là chuyên nghiệp, và các bạn ấy luôn cố gắng thể hiện những cái gì các bạn được đào tạo mà một cách tốt nhất, ứng xử tốt nhất đến với cả những người xung quanh. Thì CM nó là cái hệ thống như vậy, chứ không đơn thuần là cái, nó chỉ là phần mềm. Còn cái phần mềm nó là một công cụ rất tốt để mình số hóa toàn bộ cái quy trình, toàn bộ những cái gì mà chúng ta đã quy định quy trình cho công ty, và mọi người biết để có thể dễ dàng thực hiện theo, cũng như là khi mà đã thực hiện rồi thì mọi người rất dễ dàng để nhập thông tin vào những cái màn hình mà chúng ta được giao, và màn hình của những công việc mà chúng ta được giao. Thì khái niệm CM nó đơn giản như vậy. Thì khi các bạn đăng ký CM thì các bạn trong khái niệm đối với Zoho thì nó có một khái niệm là freemium, tức là Zoho luôn luôn có bản miễn phí cho tất cả mọi người. Thì tùy từng cái phiên bản mà các bạn sử dụng ấy, thì khi sau khi đăng nhập vào, các bạn sẽ vào một màn hình như này. Đây là gọi là màn hình trang chủ. Ở đây trên này nó đưa ra, cái này là anh đã đưa ra những thông tin mà anh quan tâm. Anh có thể rất dễ dàng tùy biến. Ví dụ anh thấy rằng là cái sinh nhật trong tháng là quan trọng chẳng hạn. Sorry. Quay lại. Ôi trời, mỗi lần ông này ông ấy làm cái gì là quay rất lâu.
Tức là mình có thể ở đây, mình có thể rất dễ dàng kéo cái màn hình này lên đây, kéo cái màn hình này vào đây, và những cái deal mà chúng ta cần cần phải gọi là reorder đấy. Đấy, chúng ta rất dễ dàng kéo thả những cái, chúng ta rất dễ dàng kéo thả những cái cửa sổ này, và cũng như là rất là dễ dàng chúng ta bấm cái nút, các bạn để ý còn nó Zoho luôn có nút ba chấm hoặc là nằm ngang hoặc là nằm dọc này, các bạn khi bấm, khi bạn nhìn vào đấy các bạn sẽ thấy là đó là những chức năng tùy biến, và khi bấm vào đấy nó sẽ ra những cái gọi là những menu ngữ cảnh ấy, những cái menu mà chúng ta những công việc mà chúng ta có thể thực hiện được trong lúc mà chúng ta cần, gọi là menu ngữ cảnh ấy. Ví dụ đối với cái này chúng ta có thể chọn edit, chúng ta sửa lại toàn bộ những nội dung mà chúng ta muốn ở trong này. Anh sẽ không cứ mặc kệ để nó quay nhé. Thì đây là cái màn hình khi mà chúng ta đăng nhập vào, chúng ta có thể đây là màn hình tùy trang chủ của Zoho CM. Anh bỏ qua nhé. Màn hình trang chủ của Zoho CM và toàn bộ những cái thông tin ở trên này chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến được theo như theo từng cá nhân một, để làm sao những cái thông tin chúng ta cần ấy, thì chúng ta có thể dễ dàng để truy cập. Ví dụ như là anh cần quan tâm đến bạn này, anh phải bấm một cái là anh sẽ chui vào cái bản ghi của bạn ấy. Ngoài ra thì đối với Zoho CM các bạn sẽ thấy một cái menu là gọi là các cái module, các cái tab ở trên này là gồm như ví dụ như đây là home này, feeds này, sale inbox này, lead, company, contact, potential, campaign, marketplace, và có rất là nhiều, bởi vì do cái phiên bản của anh đang dùng là phiên bản enterprise, là phiên bản đầy đủ ấy, nó gồm nhiều cái module tiếp theo như này. Thì những cái module nào mà các bạn hay sử dụng ấy, thì nó sẽ thể hiện sợ thể hiện ở trên cái thanh ngang này để dễ dàng là chúng ta có thể truy cập đến. Thì về khái niệm về số hóa trong CM ấy, tức là ngoài việc mà văn hóa doanh nghiệp ra một ấy, thì đối với CM nó có bốn cái module quan trọng. Đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đó là liên quan đến lead, liên quan đến company, liên quan đến contact và liên quan đến potential. Tất cả những gì mà trong cái bài giảng của Joe cái khóa học và administrators này, này thì nó sẽ giải thích rất là rõ về ba bốn cái khái niệm này. Và từ cái bốn khái niệm này khi chúng ta nhập dữ liệu vào rồi ấy, nó sẽ tự động đẩy thông tin đến những cái phần còn lại, hoặc là chúng ta có thể vào, ví dụ như chúng ta cần thì chúng ta vào campaign để tạo một campaign ở trong cái module campaign. Tuy nhiên chúng ta có thể làm tạo module campaign ở trong contact hoặc là các module khác, chứ không nhất thiết phải vào đây. Trên bốn cái module đầu tiên các bạn, khi các bạn mới tham dự mới học ấy, các bạn cần tập trung vào cái module lead này, company này, contact này và potential. Trong đó cái list là những thông tin mà gọi là sơ đẳng, những thông tin cơ bản ban đầu ấy. Những thứ mà những cái thông tin mà ví dụ từ trong những cái hội thảo, hội nghị mà chúng ta tự nhiên chúng ta có ấy, chúng ta nhập dữ liệu vào thông tin list. Thì đấy là do tùy từng cái quy tùy từng doanh nghiệp, mỗi một doanh nghiệp sẽ có cách mà quy định thế nào list riêng. Thì sau qua một quá trình thẩm định ấy, thì một cái list nó sẽ tự động được chuyển đổi, nó gọi là convert sang company, contact và potential. Như hôm qua anh có trình bày qua, ví dụ anh vào màn hình lead để cho nó dễ hình dung. Thì đây là cái khái niệm cơ bản nhất về CM mà các bạn nên cần nắm vững. Tóm lại các bạn cần biết là sau cái buổi này các bạn, nếu các bạn khó khăn về lead, các bạn sẽ tìm trong cái phần video training của Zoho, hoặc là các bạn vào cái phần góc học hỏi của quản trị 40.vn ấy. Các bạn tìm vào cái một cái video về lead sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể về lead. Cũng như nếu các bạn khó khăn về company, về contact hay về potential hay về deal với một số hệ thống người ta đặt là deal, thì các bạn tìm các cái video tương ứng hoặc tìm các đường trợ giúp tương ứng, hoặc đơn giản là các bạn hỏi lại trong chính cho nhóm mình sẽ có trợ giúp. Mình anh vào một cái module list. Anh xin lỗi là cái màn hình hôm nay là rất tồi tệ nhé. À, cái internet hôm nay rất tồi tệ nhé. Vì với module list thì khi mà chúng ta bấm vào một cái module bất kỳ trong CM á, chúng ta luôn luôn thấy một cái màn hình hiển thị toàn bộ thông tin của cái module đó ở đây trên màn hình rộng này. Ngoài ra ở ngay bên cạnh nó có cái menu, các bạn rất là dễ dàng, nó gọi là cái bộ filter, bộ lọc ấy. Rất dễ dàng các bạn làm những cái thao tác ở bên này, ví dụ như chúng ta chọn một cái gì đó bất kỳ. Các bạn thấy rất là nhiều Zoho người ta đã làm sẵn cho mình nhé, tạo sẵn cho mình. Ví dụ như mình quan tâm đến những cái email mà chúng ta đã gửi, trạng thái email chúng ta đã gửi, chúng ta đã chưa gửi, những email chúng được mở, những email chưa mở, những email đã nhận, tức là trạng thái email, hoặc là những email đã mở ra và
chưa phản hồi chẳng hạn, giả thiết như vậy, trong vòng bao nhiêu ngày, ví dụ 60 ngày vừa qua, đấy, chúng ta apply filter, ngay lập tức là khi mà chúng ta đặt một cái điều kiện bên này, đặt một cái điều kiện bên này, thì ngay sau khi chúng ta đặt điều kiện bên này, toàn bộ cái màn hình bên này nó sẽ thể hiện cái kết quả tương ứng. Có nghĩa là cái bộ lọc bên này nó giúp chúng ta rất là nhanh chóng, giúp chúng ta rất là nhanh chóng để tìm những cái thông tin mà chúng ta cần. Đấy là cái sự tiện lợi trong CM và cái việc mà lọc dữ liệu cũng như là việc tìm kiếm dữ liệu bằng cái nút file ở đây này là một trong những vấn đề rất quan trọng trong CM, bởi vì các bạn nhìn thấy là đây, riêng trong hệ thống này của mình đang có 1.693 lít, nhưng đối với một số hệ thống lớn cái số lít này nó lên thì khoảng vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thậm chí hàng triệu. Trên tìm một thông tin mà chúng ta cần ngay lập tức ấy, rất quan trọng. Thì đây là một cái list, và khi chúng ta bấm vào một cái bản ghi cụ thể, chúng ta sẽ chuyển đến cái màn hình rất là chi tiết về cái list đó. Các bạn cứ làm việc nhé. Khi mà các bạn chưa quen, các bạn bấm vào mua list này, các bạn nhìn cái giao diện bên cái phần bộ lọc bên này này, các bạn nhìn cái giao diện toàn bộ những thông tin người ta hiển thị ra bên này này, rồi các bạn bấm vào một cái list cụ thể. Xin lỗi, nó hơi chậm một chút. Đối với một cái list cụ thể, thực ra nó tương đương với một cái card visit ấy, tức là khi chúng ta trong một cái những cái hội thảo hội nghị, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, hoặc là chúng ta sẽ có một cái danh sách mà những người đến tham dự cái gian hàng của mình ấy, thì nó bao gồm những cái card hoặc là những cái tiền viết tay ra. Thì một cái card visit ấy, khi mà các bạn có cái gọi là bar scanner, các bạn có cái máy tính, có cái smartphone của bạn ấy, dùng cái phần mềm của chính Zoho, các bạn bấm chụp ảnh như là chụp selfie ấy, thì nó sẽ tự động điền các thông tin vào những cột tương ứng như này cho mình. Thì đây là giao diện của một cái list cụ thể. Nó có rất là nhiều cái module, và các bạn thấy là đây là bên này bao giờ cũng là thể hiện là những cái thông tin mà chúng ta cần đọc được, chúng ta cần đọc này, cần tham khảo này. Bên này luôn luôn có cái màn hình là những cái module mà nó liên quan đến cái màn hình bên này này. Và phía trên này, bên trên màn hình là những chức năng tương ứng mà chúng ta có thể hành động ở trong cái màn hình list này. Thì về list thì các bạn sẽ chủ động tham khảo riêng nhé. Có một điều đầu tiên mà rất là dễ, ta bấm vào email. Khi ta bấm vào email, chúng ta sẽ thấy là toàn bộ tất cả những danh sách email chúng ta gửi và nhận đối liên quan với list này ở trong này. Tức là mình gửi đi này, người ta phản hồi này. Đấy, toàn bộ thông tin mà chúng ta phải đọc email trong này. Chúng ta rất dễ dàng, ví dụ đối với cả cái list này, chúng ta bấm vào cái email này, chúng ta rất dễ dàng forward cái email để cho người khác, hay là reply lại cái email này, hay là làm tóm lại chúng ta sẽ không phải mở cái hệ thống email thông thường của ta nữa. Nói một cái khác là trong một cái giao diện của CRM, các bạn làm được tất cả những công việc các bạn cần, hay người ta gọi là đưa cung cấp một cái nhìn 360 độ về khách hàng, có nghĩa là như vậy. Các bạn đợi xíu, nó đang mở hơi chậm, màn hình đang trắng. Thôi mình không gửi email nữa nhé, cho nó nhanh nhé, bỏ đi. Trong cái list này các bạn thấy một cái nút gọi là convert, như mình vừa trình bày. Cái list này nó sẽ quan tâm, nó liên quan đến company, contact và potential. Cho đối với anh em trong mấy buổi vừa rồi làm từ biến trường ấy, khi tạo một cái trường trong list ấy, nó bao giờ nó cũng hỏi là các cái module tương ứng là bao gồm company, contact và potential, các bạn có muốn tạo cái trường đó, đồng thời tạo luôn cái trường đó trong ba cái module còn lại là company, contact và potential không? Là bởi vì như vậy, bởi vì mỗi cái list nó khi nó convert, nó chuyển đổi những dữ liệu thành ba trường này, và trong ba cái trường này, ba cái module này. Tương tự những cái liên quan đến deal nó thế, khi mà các bạn customize một cái gì liên quan đến deal, nó liên quan đến các cái báo giá, liên quan đến SOPO, thì người ta cũng hỏi câu hỏi tương tự. Ta quay lại màn hình list. Xin lỗi, cái màn hình nó internet, máy tính nó chạy chậm. Một trong những cái trải nghiệm khi mà các bạn làm việc, khi các bạn tham dự cái khóa đào tạo trên toàn cầu của hãng, cũng như là chúng ta tự triển khai các cái khóa đào tạo online hoặc là meeting online như chúng ta đang làm, các bạn có một cái kinh nghiệm, anh sẽ vào màn hình như vừa rồi, các bạn có một kinh nghiệm mà khi tổ chức chúng ta nên lưu ý là chúng ta luôn luôn nói rõ rằng việc tất cả mọi người làm việc tại nhà, trên nó gọi là work from home ấy, trên cái tùy từng địa điểm, từng nơi một, cái internet, tốc độ internet có thể khác nhau. Trên việc tổ chức, chúng ta phải có một cái thông báo từ ban tổ chức đối với những người liên quan ấy. Đối ví dụ như là cô dạy giáo viên thì đối với học sinh, hoặc là trong cái buổi họp thì giữa ban tổ chức cuộc họp với cả những người tham dự ấy,
là internet nó có thể rất là chậm, đôi khi nó bị lag ấy, nó bị ngắt quãng, thì sẽ có một cái nhóm luôn luôn có một hoặc hai người đứng ra trợ giúp. Ví dụ như trong trong nhóm của mình ở đây là bạn Vũ và các bạn ấy, là các nếu có ý kiến thì sẽ có một người người ta trợ giúp ngay. Thì cái việc đó chúng ta phải thông cảm, bởi vì đó là điều kiện bất khả kháng, ngoại trừ chúng ta đến doanh nghiệp lại thì chúng ta mới mới có thể đồng bộ được cái việc này. Ví dụ như là hôm nay internet chậm, anh đã giảm cái tốc độ trao đổi chúng ta hơn xuống một chút để các bạn có thể theo dõi. Thì cái việc đó nó sẽ là liên quan đến kinh nghiệm tổ chức, các bạn lưu ý. Anh vừa trình bày là đây là một cái list, và chúng ta từ một cái list chúng ta phải bấm vào convert. Khi các bạn convert nó sẽ chuyển đổi những thông tin tương ứng trong cái list này vào ba cái module tương ứng là company, contact và potential. Ở đây người ta hỏi là bạn có muốn tạo một tên công ty là tên này không? Hai, bạn có muốn tạo một cái tên, một cái contact, tên công ty là tạo trong không này, contact là tạo trong này, một đường contact. Và bạn nếu có potential thì bạn bấm vào potential. Thì lúc đấy bạn bấm vào đây, cái là tùy chọn. Đối với potential nó như một cái báo giá, chúng ta đọc ví dụ như là 50 triệu, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh đang để đồng Việt Nam nhé. Cho nên là mình đã tùy biến ra đồng Việt Nam rồi. Cho nên nó là đính vào Việt Nam. Đối với một cái potential hay một cái deal ấy, một cái cơ hội kinh doanh ấy, thì bao giờ nó phải là nói về tên công ty là gì. Thứ hai, nó hỏi về cái close date, tức là ngày dự kiến chúng ta đóng lại là ngày nào. Cái pipeline, tức là chúng ta sẽ đưa vào cái nhóm pipeline nào, ví dụ như anh đang đây là standard hay là quy trình đóng hợp đồng, tùy mình. Nhưng hôm qua chúng ta đã tùy biến cái quy trình đóng hợp đồng nên cho ta chọn nó. Trong quy trình đóng hợp đồng thì các bạn, như các bạn thấy rằng là anh đã tạo ra một cái ba cái trạng thái là báo giá, thương lượng, thanh toán lần một và giao hàng. Ví dụ trong trường hợp này là ta đã thanh toán xong lần một rồi, mặc dù chúng ta vừa tạo xong nhé. Next step là họp công ty, họp nhóm công ty, ví dụ như vậy. Ta chọn convert. Khi ta chọn convert ấy, thì nó ta sẽ tạo ra một cái deal, tạo ra một công ty như này, tạo ra một cái contact như này. Công ty chúng ta chọn, nó sẽ tạo cho company, contact nó sẽ tạo cho contact, và potential nó sẽ tạo một potential. Trong trường hợp này anh bấm convert. Ngay lập tức nó đã tạo ra một company này, contact này. Ở đây để cho nó nhanh ấy, anh sẽ bấm nút phải chuột chọn nó này, contact chọn nó này, để anh đỡ phải duyệt những cái khác này. Các bạn nên nhớ rằng khi mà đã tạo ra company, contact và potential thì cái list ở trong cái tên cái list này này, cái tên của bạn này này, nó sẽ bị xóa đi nhé, nó sẽ không tồn tại trong list này nhé, nó chuyển đổi sang thành contact. Các bạn đợi xíu, nó đang chạy. Ở đây là đã successful converter, tức là chuyển đổi từ lead sang contact, company và potential là một cái bước rất là dễ dàng. Tuy nhiên để mà chuyển đổi như này, cái nút convert này này, thông thường đối với từng doanh nghiệp người ta sẽ có cái quy trình chuyển đổi riêng. Và như hôm qua anh Trình có trình bày về cái workflow rule và cái blueprint ấy, thì chúng ta có thể tùy biến. Ví dụ như là trước khi bấm nút convert này này, chúng ta phải điền vào thông tin, ví dụ như chúng ta kiểm tra xem là số điện thoại di động của anh này đã đủ chưa, công ty thì đã có mã số thuế chưa, tức là phải có một số thông tin bắt buộc về cái list này, nó gọi là cái qualification, là như vấn đề thi cử ấy, tức là vấn đề qualify ấy, thẩm định ấy, là chúng ta phải có cả một quá trình. Thì quá trình đó chúng ta hoàn toàn có thể viết, có thể tạo ra trong cái blueprint hoặc là tạo trong workflow trước khi mà cái việc chúng ta bấm nút convert thành công, để nó có một thông báo là cái lead này đã successfully convert, tức là cái lead này đã được chuyển đổi thành công thành company, contact và potential. Như anh vừa trao đổi lúc nãy nhé, hôm nay internet là chậm một cách cực kỳ tồi tệ nhé. Hôm qua anh cũng đã chia sẻ qua về cái khái niệm này, cho nên hôm nay mình nói lại, có lẽ các bạn thấy nó cũng quen thuộc dần đúng không? Anh đằng nào cũng phải đợi, đằng nào chúng ta cũng phải đợi. Thì anh hỏi các bạn có câu hỏi khó khăn hoặc ý kiến gì cho đến lúc này không ạ? Chúng ta bắt đầu được khoảng độ 20 phút, 25 phút rồi. Có câu hỏi hoặc khó khăn gì không? Ai có câu hỏi bấm số 0 nhé. Nếu không thì mọi người bấm 5 số 1 cho nhanh nhé. 5 người bấm số 1 ạ. Hello?
Đã số 1 là không có sao. Anh sẽ quay lại cái màn hình, ta sẽ tiếp tục quay lại màn hình. Ta sẽ quay lại cái màn hình ở đây. Như anh vừa trình bày, nó sẽ tạo ra một cái company, một cái video company trong con. Các bạn cần mic để bạn lập sau bật sau nha. Đầu tiên là anh sẽ vào cái contact trước. Đây là potential. Anh vào contact ngoài. Oh sorry, contact chưa sao. Anh vào company trước. Company. Như các bạn, như anh vừa trình bày, cái tên của cái Green Insight, các bạn ở đây chắc rất nhiều người biết cái tập đoàn Green này, đúng không? Rất nổi tiếng. Thì Green Insight CEO này đã được tạo ra lúc ấy chưa có, nó được tạo ra từ chuyển đổi từ lead, nó được chuyển đổi thành company và nó tự động tất cả những thông tin từ bên lead nó sẽ tự động chuyển sang bên này. Tức là tất cả những thông tin ví dụ như là địa chỉ, email, website, số điện thoại công ty chẳng hạn, nó được tạo sang bên này. Ok. Tương tự một số thông tin liên quan đến cái cá nhân của anh này trong cái các ấy, ví dụ như tên của anh ấy này, email của anh ấy này, số điện thoại di động của anh ấy này, nó sẽ được tạo tên tuổi của anh ấy này, đúng không? Nó sẽ được tạo sang bên này. Và ở đây tất cả những email mà trước đây các bạn lúc đấy các bạn ấy sẽ xem thấy là mình đã có ba cái email mà mình trao đổi bên lúc anh gọi điện thì nó cũng tự động chuyển sang này. Tất cả những thông tin tương tự được potential nó được tạo sang này. Tất cả những thông potential là chúng ta vừa tạo xong nhé. Tất cả những thông tin mà chúng ta vừa đăng nhập ở module nó được tạo tự động chuyển sang company, contact và potential tương ứng. Bây giờ chúng ta vào potential. Ở đây các bạn nhớ lúc này chúng ta nhập là 45 triệu đúng không ạ? Cái dự kiến chúng ta hoàn thành là 30/4/2000. Và trong cái quá trình blueprint hôm trước chúng ta hôm qua trình cho các bạn anh em cùng nhau chia sẻ, nó có ba trạng thái. Ba trạng thái này là có liên quan đến timeline, nó liên quan đến blueprint. Thì nó gọi là step set này, thì nó là một rất là dễ dàng. Ví dụ như là khi các bạn giao hàng, đúng màn của bạn giao hàng, các bạn bấm vào giao hàng là xong. Đúng không ạ? Và giao hàng này phải làm những công việc gì ấy, thì trong cái blueprint hoặc trong các cái quy trình ấy, các bạn sẽ rất là dễ để chọn chưa đó. Thì khi mà các bạn bấm ở đây, đối với khi các bạn có smartphone, các bạn bấm đây nó rất dễ, đúng không? Nó coi như xong việc. Ở đây nó có một cái email liên quan là đây của anh này. Toàn bộ cái màn hình chúng ta đang làm trong potential, tức là cơ hội kinh doanh ấy, hay làm trong deal là cơ hội kinh doanh ấy, thì toàn bộ những cái thông tin của anh ấy nó được thể hiện hết ở đây. Chúng ta không cần thiết là phải chuyển từ cái màn hình này sang màn hình này, đây là company, hay là sang màn hình contact nữa, mà ta có thể đóng nó đi. Toàn bộ những cái thông tin của anh ấy chúng ta phải làm việc ở trên này. Ok. Và nếu như chúng ta muốn quay lại cái màn hình contact, rất là dễ dàng, chúng ta bấm vào đây. Bởi vì trong cái deal này có thể có một mình anh này, nhưng đôi khi các bạn biết là một cái đơn hàng á, để mà thành công một cái đơn hàng á, thì thường nó sẽ có khoảng 3-4-5 người, ví dụ liên quan đến kế toán này, liên quan đến người phê duyệt này, liên quan đến nhóm kỹ thuật nhận hàng chẳng hạn, 3-4-5 người đây. Thì trong trường hợp này có một, nhưng mà trong trường khác có 3-4-5 người thì nó sẽ thể hiện hết ở trong này. Và mỗi vai trò của mỗi người làm sao. Và khi mà chúng ta cần quan tâm đến việc một người đó, chúng ta bấm vào họ, bấm vào cái màn hình này. Nó lại quay lại cái màn hình contact. Và trong màn hình contact thì rõ ràng các bạn sẽ thấy một cái potential nó lại nằm ở đây, là cái mà chúng ta vừa bấm quay ngược lại đấy. Hay nói khác đi, là trên một cái màn hình của CRM, chúng ta là làm được tất cả những việc mà chúng ta cần làm. Không phải cần thiết phải di chuyển đi, di chuyển lại. Và đấy là khái niệm gọi là cái nhìn 360 độ về khách hàng. Anh không đi sâu thêm nữa về CM như anh đã giới thiệu nhanh về khái niệm về lead, company, contact và potential. Ok ạ. Tất cả những gì chúng ta cần làm, ví dụ khi chúng ta làm contact, chúng ta bấm vào đấy. Khi chúng ta cần làm với company, chúng ta bấm vào đấy. Khi chúng ta cần làm với potential, chúng ta bấm vào đấy. Và khi ta bấm một cái, ta chọn những cái việc mà chúng chọn một cái thông tin chúng ta cần làm, ví dụ anh Nguyễn Tiến Dũng chẳng hạn, thì chúng ta chọn rồi thì toàn bộ những cái gì mà chúng ta cần làm chúng ta chỉ làm trên một màn hình duy nhất. Cái quan trọng nhất là đối với khái niệm CRM về 360 độ khách hàng, nó là chỉ là đơn thuần là như vậy. Thì anh đã đi vào xong một trong cái khái niệm đầu tiên, anh đi vào trong khái niệm đầu tiên là giới thiệu nhanh về CRM. Hay là copy xuống đây. Có một cái lưu ý nhỏ nhé, các bạn chat với Dũng, Dũng đầu về bật lên cho anh nghe.
Dũng ở V bật Dũng ở V bật 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 mic cho anh. Trao đổi với anh. Dũng nghe được anh nói không? Dũng nghe được anh nói không? Alo. Các bạn là các bạn liên lạc với Dũng của anh cả. Anh có một cái tip này rất hay. Có một cái cách rất thông minh. Không sao, ok. Dũng ok. Phát hiện là mình anh ngồi nhà thôi, anh phát hiện là Dũng cũng hỏng cái mic và tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Các bạn vào cái livestream ấy. Tiến ơi, em bật mic cho anh trao đổi cái livestream tiếng rõ hơn không? Alo Tiến. Các bạn liên lạc với Tiến không anh cái? Mà Tiến đâu nhỉ? Hoặc các bạn kiểm tra cho anh cái livestream ấy, các bạn kiểm tra cho anh cái livestream mà Tiến đang làm ấy, cái link livestream ấy. Các bạn kiểm tra cái link livestream giúp anh cái. Mà Tiến đang làm, nghe có rõ không? Alo Vũ, Vũ đâu nhỉ? Alo, trong em vẫn ổn ạ. Cháu bật livestream vẫn ổn ạ. Livestream vẫn ổn bởi vì thế này, bởi vì cái đây là cái kinh nghiệm các bạn, đối với các bạn mà khó khăn trong việc mà bởi vì internet đấy mà cháu, thì mình vào xem cái livestream ấy nó sẽ rõ hơn đây. Bởi vì internet của bạn ấy có thể cả livestream mà. Đúng rồi, các bạn cháu gửi lại vào trong cái đường link như này đi. Cháu gửi vào trong cái chat này này. Bởi vì nghe ở đây khó khăn thì các bạn nghe xong livestream mà các bạn nhìn trên màn hình đó thì nó cũng tương tự ở đây rồi mà. Đúng không? Đấy là cái tip and trick ấy, cái mẹo á để chúng ta làm. Như vậy thì nó sẽ đồng bộ hơn, bởi vì đôi khi là các bạn tất nhiên nghe livestream thì xem trên YouTube thì đôi khi nó hơi giật. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn ổn hơn nếu như mà sao nghe trực tiếp. Các bạn nhá. Đấy là cái mục thứ nhất. Và cái mẹo để chúng ta có thể nghe nó tốt hơn. Tiếp theo trong cái anh đã chúng ta xong phần thứ nhất nhé, giới thiệu. Cái phần thứ hai là cái trận đồ bắt quái. Anh có chia sẻ về gọi là trận đồ bắt quái về mạng setting trong CRM. Trước khi chúng ta vào phần, bởi vì khi chúng ta đã đi qua được hai phần này, phần 1, phần 2 ấy, phần 3 chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng. Đấy là lý do tại sao mà anh bắt đầu một cái sợ khá là chậm. Chúng ta vào CRM này. Như thông lệ này, chúng ta vào setting này. Anh tin rằng chỉ trước đây 2 tuần thôi. Tức là trước cái buổi training của hãng, 3 ngày đầu tiên training của hãng đối với cả nhóm mình ấy. Khi các bạn nhìn vào đây, các bạn không khác nhìn vào một cái trận đồ bắt quái. Anh tin chắc chắn là chuyện như vậy. Anh sẽ không quay lại cái màn hình, anh không quay lại màn hình chat vội vã, nhưng mà nếu các bạn đồng ý, các bạn cho 5 bạn rồi cho mỗi bạn cho 5 số 1 nhé. Tức là ngay lúc đầu khi mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta cực kỳ là choáng, bởi nó quá nhiều tính năng, quá nhiều, và trong mỗi một cái tính năng này ở đây nó đã có quá nhiều thứ. Tuy nhiên sau 3 cái buổi mà hãng đào tạo đồng thời với 2 buổi mà chúng ta luyện tập cùng nhau, các bạn đã bước nào đã nhìn thấy gần như là cái đường đi để giải quyết cái trận đồ này. Nếu đồng ý các bạn là số 1 nhé, để những bạn khác theo dõi. Và thực ra cuối cùng nó khá đơn giản. Tất cả gì chúng ta cần làm là chúng ta phải bắt đầu từ cái module general này trước và company detail này trước. Tất cả gì chúng ta cần làm gì đấy là bấm vào company detail à. Đúng không ạ? Và trong company detail này, trong bài giảng ấy, nó gồm một company detail này, physical year. Các bạn nhớ rằng tiếng trong CM nó có tiếng Việt nhé, mà anh không chuyển sang tiếng Việt. Bây giờ thực ra chuyển tiếng Việt nó dịch nhiều khi mình lại phải mất thời gian mình dịch ngược lại. Năm tài chính này, giờ làm việc này, giờ làm việc trong ngày ấy, những ngày nghỉ trong năm này, các loại tiền tệ này, ví dụ như đối với Việt Nam là USD và đồng đô la và đồng Việt Nam đồng, thì chúng ta lựa chọn ở đây. Và hierarchy reference là cái mô hình tổ chức công ty. Ok chưa? Tất cả những gì chúng ta cần làm, và trong từng cái mục này
trong buổi học đầu tiên về CM cũng như là trong cái ZoSpark này. Anh sẽ bỏ cái phần này anh quay lại nhé. Trong ZoSpark anh quay lại. Chúng ta có thể dễ dàng tìm lại cái bài giảng đầu tiên trong cái session 1, tức là ngày 1 này rồi. Các bạn bấm vào session 1 này. Người ta ở trong session 1 người ta nói rất là user management này, theme lead này, channel này, view này và xem training recorded session. Ok, trong cái view nó nói về canvas view và kanban view. À, chú muốn nói chuyện với cả Vũ và Tuấn Anh, bật micro lên cái. Cháu nghe ạ. Okay. Các bạn rất dễ dàng vào đây đúng không? Các bạn bây giờ dễ dàng. Những cái gì mà thừa là mọi người đã sửa, các bạn bên Zoho các bạn đã sửa rồi nhé. Ví dụ, ở phần view, các bạn sẽ nói là từ phút 44 cho đến phút 70 chẳng hạn. Trong đó Kanban view từ phút 44 cho đến phút 55. Kanban view từ phút 55 cho đến phút 70. Các bạn hiểu không? Vâng. Bằng cách đó chúng ta làm cái bài này. Ok. Chúng ta sẽ trợ giúp cho anh em người Việt Nam dễ dàng, nhanh chóng hơn tham khảo đến những phần mà người ta cần. Ví dụ, phần lead, account, contact và deal là toàn bộ những cái gì mà anh vừa trình bày về cơ bản về CRM ấy. Nó sẽ nằm từ phút bao nhiêu đến phút bao nhiêu trong cái clip. Sau đó chúng ta đi vào activity gồm có text, event và code. Sau đó chúng ta đi vào các module gồm product, code, sale order, invoice, purchase order, price book và vendors. Tất cả những việc này nó nằm từ lúc nào đến lúc nào. Các bạn hình dung cái phần anh chia sẻ chưa? Rồi, vâng ạ. Đối với nhóm này thì rõ ràng miễn phí rồi đúng không? Đối với các cái nhóm mà ví dụ như là về lâu dài, đây là nói chuyện vui nhé. Bởi vì quan điểm của anh là tiền có nghĩa là từ 0 đồng. Và trong khóa học toàn bộ cái nội dung này. Session 1, session 2, session 3, đây là 3 ngày dạy ấy. Mỗi ngày dạy 6 tiếng ấy, là người ta thu là 690 đô. Trên thực ra cái link mà chúng ta đang có nó giá trị từ 0 đô la Mỹ cho đến 690 đô la Mỹ. Trên việc của chúng ta quy định nó là 0 đô, 100 đô hay 690 đô khi mà các bạn làm cái thao tác. Là từ link này, cái này đến đây, bao nhiêu đây đây là chúng ta bán được đúng không? Vũ. Bán được không? Alo. Alo. Bán được chứ đúng không? Cháu nghe. Hiểu vấn đề không? Vâng. Chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người các bạn, bởi vì thay vì ngồi nghe đầy đủ 6 tiếng ấy, thì các bạn chỉ cần biết là okay, cái đây là cấu trúc mà toàn bộ bài giảng. Đây là nội dung bài giảng. Và để mà nghe cái bạn nội dung bài giảng từ lúc nào đến lúc nào là xong một việc. Ok chưa? Rồi. Trên đây là cái giá trị mà chúng ta tham dự. Về phần chúng ta sẽ, tất nhiên là đối với việc mà tham dự trực tiếp ấy, thì nó có lợi thế là chúng ta đã nghe rồi, bây giờ chúng ta chỉ xem lại thôi, nó sẽ dễ hơn đúng không ạ? Thì anh đã đi xong cái phần 2 ở đây là lời giải cho trận đấu bắt quái, để có thể hiểu một cách rõ ràng hơn cái màn hình ở màn hình setup của CM này. Các bạn biết là lúc đầu là company detail này, xong phần thứ hai các bạn thấy là đi vào user and control đúng không? Và trong user control này các bạn, chúng ta đã bấm vào security control. Trong cái security control thì nó có profiles, nó có roles, có data sharing settings, có Zoho mail. Tất cả cho dù nó là tiếng Anh hiện nay nhưng các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt rất là dễ dàng. Ở trong phần user, các bạn trong phần general này, personal setting ấy, các bạn rất là dễ để chuyển sang tiếng Việt. Nhưng anh cứ để nguyên si tiếng Anh để các bạn biết rằng là cái quan trọng không phải là tiếng Việt hay tiếng Anh, mà cái quan trọng là chúng ta biết là khi chúng ta cần một cái việc gì thì chúng ta sẽ phải bấm vào đâu. Và khi chúng ta bấm vào đấy, chúng ta hiểu là cái việc đó làm được cái việc gì thôi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Thì gọi là cái lời giải cho toàn bộ cái trận đồ này. Ok chưa? Đây là phần thứ hai. Anh bây giờ là 14:51, anh đề nghị 5 phút đến 14:55. Chúng ta nếu có câu hỏi khó khăn hoặc cái gì đó chúng ta đặt ra ở đây trước khi chúng ta đi vào bài chính. Anh xong được hai phần nhé.
Chúng ta đã trao đổi xong hai phần nhé. Giới thiệu nhanh về CM, Zoho CM và lời giải về cái trận đồ ma trận xác định trong cái Zoho. Anh muốn nghe ý kiến của mọi người trong 10 phút, hoặc là mọi người có thể nghỉ ngơi trong vòng 10 phút để làm công việc riêng, ví dụ kiếm cốc nước chẳng hạn. Anh kiếm cốc nước đây nhá. Mọi người đặt câu hỏi nhá. Anh đề xuất là mọi người đặt ra câu hỏi cứ khoảng độ 45 đến 60 phút chúng ta nghỉ một lần nhé. Như vậy chúng ta còn khoảng 1 đến 2 lần nghỉ nữa. Trong thời gian đó chúng ta suy nghĩ đặt câu hỏi và làm công việc riêng. Nghỉ 10 phút nhá. Cho 5 con số 1 nhỉ. 2 phút nữa. Các cụ gọi là vạn sự khởi đầu nan ấy. Khởi đầu thì có vẻ đúng là vất vả thật đấy, nhưng mà đến hôm nay là mọi thứ nó đã dễ rất nhiều rồi. Đúng không? Bởi vì nhiệm vụ của anh không chỉ đơn thuần với Zoho CM mà bao gồm cả Zoho, tức là khoảng 100 ứng dụng Zoho, cũng như nhiệm vụ của anh đối với cả Many Engine, nó cũng khoảng 100 ứng dụng, và nhiệm vụ của anh đối với EDMAX ấy, nó khoảng độ vài chục dòng sản phẩm ấy. Nó không chỉ đơn thuần là việc mà đi vào chi tiết từng sản phẩm, nó như thế nào, sức mạnh của nó như nào, khả năng nó như nào, mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta phải định hướng được đường đi ấy. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu và chúng ta đi theo hướng nào. Thì đấy là cái việc mà đôi khi về các trường đại học và đôi khi trao đổi riêng với từng nhóm các bạn anh hay đề cập, là khi mà chúng ta đã biết là chúng ta cần xuất phát từ đâu và chúng ta đi về hướng như nào rồi thì mọi việc còn lại nó dễ lắm, chỉ là thời gian để chúng ta làm quen, bấm nhiều thì sẽ quen thôi. Hello Hằng, nghe được anh Hằng nghe nói không? Hằng nghe được anh nói không? Để anh unmute. Hằng nghe được không? Có, em đang nghe đây. Ok, em biết bật tắt micro của em rồi đúng không? Có anh. Ok, việc sau cái buổi này nhé, cái mà anh muốn là khi các bạn, kể cả bạn Giang nhé, bên Boss, để anh xem đúng không? Anh xem có tham dự không? Có rồi, ok. Cũng như các bạn ở đây, các bạn đừng coi tiếng Anh là cản trở. Các bạn cần, thực ra là cái nhìn nhận đấy mà, các bạn nên coi tiếng Anh là một thử thách. Một cái gọi là challengers, một thử thách. Để làm gì? Để cái quan trọng nó cuối cùng là anh nói tiếng Việt hay tiếng Anh, mà khi các bạn không hiểu, các bạn đều hiểu như nhau hết. Đúng không? Chuẩn. Cho nên khi các bạn nghe tiếng Anh thì các bạn rất khó, thì các bạn chịu khó ngồi nghe đi, 3 tiếng, 6 tiếng. Anh luôn luôn ở trong cái nhóm chat ấy, anh luôn luôn nói là từ giờ này đến giờ này chúng ta đang bàn về việc gì. Ví dụ tuần sau chúng ta nói về Zoho BI nhé, dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn và project. Thì anh luôn nói là lúc này chúng ta nói về này, lúc này. Kể cả lúc đó các bạn vào xem cũng được mà, không nhất thiết phải xem từ đầu đến cuối. Nhưng khi các bạn đã ngồi xem, bởi vì cái gì mà các bạn đã nắm được nó liên quan đến công việc của mình ấy, thì các bạn sẽ nhập tâm rất là nhanh. Ok không? Khi các bạn nhập tâm rất nhanh thì có thể các bạn không hiểu, chúng ta sẽ luyện tập lại, hoặc chúng ta chỉ cần quan tâm chúng nó là cái lúc tầm, ví dụ như các bạn nói là cái tầm hôm nào chúng ta khoảng tầm 9:30 cho đến 10 giờ các ông ấy nói về chủ đề này là em không nhớ lắm, em không hiểu. Thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi định nghĩa lại cái tầm đó người ta đang nói về cái gì và sẽ có trợ giúp. Hay nói khác, khi các bạn nghe lần đầu tiên kiểu gì thì các bạn cũng không hiểu, cho dù đó là tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi mà các bạn biết rất rõ việc các bạn cần hỏi ở đâu, các bạn chỉ nói rằng cái tiêu đề các bạn cần hỏi. Ví dụ, Canva Bill là cái gì?
Kanban view là cái gì? Kanban view là cái gì? Canvas view là cái gì? Lead là cái gì? Context là gì? Potential là gì? Ngay sau khi các bạn đặt ra một câu hỏi mà các bạn cần ấy, lập tức sẽ có những cái video clip, đúng không? Sẽ có những cái đường link để trợ giúp và sẽ có anh em trợ giúp. Tóm lại là có 500 anh em trợ giúp bằng tất cả các phương tiện khác nhau. Hàng hình dung không? Vâng. Cho nên từ tuần sau trở đi, anh mong các bạn dành thời gian học là bởi vì như vậy. Đừng coi tiếng Anh là rào cản, coi là một thử thách đi. Nhá. Vâng. Vâng. Vì mình chỉ cần nhìn cái tính năng người ta, mình nhìn vào màn hình người ta, mình biết mà, mình hình dung được ấy. Vâng. Vâng. Sau đâu qua những buổi luyện tập này bắt đầu mình tính. Vì thằng Zoho, xong mỗi khi Zoho nó tổ chức xong ấy, bao giờ nó có cái phần tài liệu luyện tập. Lát nữa anh sẽ chia sẻ lại tài liệu luyện tập mà anh cũng đã share trong nhóm hôm qua rồi đấy. Thì mình luyện tập lại như vậy, xong mình lại tiếp tục hỏng hoặc là thiếu ở đâu, mình hỏi anh em ở đó. Ok chưa? Vâng. Chúng ta lại quay lại cái phần chat chúng ta nha. Bây giờ phần đầu đi vào Zoho Spark. Đi vào cái phần bài giảng này, anh cũng sẽ như đi anh có đề xuất là có lẽ là vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà cái việc anh vừa giới thiệu là không có gì quá khó để hiểu, đúng không? Đúng rồi, rất hay ạ. Và thứ hai là thực ra cái quan điểm của anh ấy, khi mà anh ví dụ anh làm việc ở tất cả các đơn vị, anh đều nói với anh em là cái đối với thằng Zoho và đối với Engine, đặc biệt là Main Engine như là Servitech ấy, thì cái kỹ thuật nó không có đâu nhá. Nó không có kỹ thuật đâu. Nó không có công nghệ đâu. Bản chất cốt lõi là cái business logic ấy, tên là tính logic trong cái business của mình, là khi mình cần làm cái gì với ai lúc nào. Nó gọi là các bạn đã quen một khái niệm này nhỉ? Có wife. And one husband. Các bạn đã nghe từ này bao giờ? Tiếng Anh nó có cái từ này. 1, 2, 3, 4. Hát chưa? Cấu trúc này rất đơn giản nhé. Cấu trúc này là mở bàn tay nó dễ ánh. When, what, when, where. When, where, what, where, what, where, when. Cái gì, ở đâu, cái cuối cùng là như thế nào? How là như thế nào? Đã hồi mà, từ từ anh còn cái nữa đấy. What này, when này, where mới cả gì nhỉ? Why, ok, right. Why? Dạ, chị ra. Anh em là... Có một số anh em khi mà nghe cái gọi là four wine husband, công thức này rất dễ, bởi vì các anh em hay nghĩ chuyện Hồi giáo, nhưng chuyện Hồi giáo thì ít, mà các anh em nghĩ chuyện anh em thì nhiều, đúng không? Cái công thức là four wives and one husband này, nó gồm như này. Thì cái việc mà chúng ta định nghĩa được, thực ra tất cả mọi thứ ở bên trong cái gọi là business logic ấy, là chúng ta định nghĩa được cái này là hoàn toàn business logic nhé, chứ không có công nghệ. Từ cách đây hàng ngàn đời người ta đã làm cái chuyện này rồi. Thì khi các bạn đã định nghĩa được cái gì, tại sao như vậy, khi nào làm và làm ở đâu ấy, thì cuối cùng nó chỉ có một câu hỏi how đây, làm thế nào và làm được như vậy. Ok, làm thế nào làm như vậy. Thì đối với trong một cái bức thư, anh muốn chia sẻ với các bạn một cái bức thư của hãng như này. Anh hy vọng mở được đây ra. Đây, để anh mở, anh hy vọng nó mở được đây ra. Thì anh sẽ share xong. Đây, anh vào trong chat nhé. Bức thư của hãng như này rất quan trọng, nó đơn giản thôi nhưng rất quan trọng về tư duy logic. Chờ đợi đây. Thực ra anh đã share rồi nhưng mà anh sẽ lại đây. Đấy, để anh lấy cái này anh mở ra đỡ, để các bạn có thể tự mở ra tại màn hình của các bạn nhé. Đây là cái thư của hãng anh đã share. Cái này là tất nhiên nó sẽ mở ra một cái màn hình khác, hoặc là nếu các bạn không có thể vẫn nhìn này. Ở đây nó có một cái, ở đây nó có một cái dòng rất nhiều thứ. Nó bức thư này cực kỳ đơn giản nhưng rất quan trọng nhé. Ở đây nó có một dòng mà anh dịch nhé. Chỉ một thời gian trước đây thôi, business được các cái vấn đề kinh doanh được xây dựng dựa trên sự thừa hưởng giữa những kỹ năng và những kinh nghiệm từ những quá khứ trước đây, từ những thế hệ trước đây. Nó được bảo vệ bằng những cái bí mật kinh doanh. Nhưng hôm nay chúng ta thấy những cái
cái kỹ năng đặc biệt đó mà chúng ta đã có từ những thế hệ nọ đến thế hệ kia đang trở thành ngày một lỗi thời trong cuộc đời của mỗi người. Ok? Có nghĩa là những cái kiến thức kinh doanh, tất nhiên là cái điều đó không bao giờ là nó thừa cả, nhưng mà những kiến thức kinh doanh được thừa hưởng từ kinh nghiệm trong quá khứ là không thể không đầy đủ. Việc của chúng ta cần là gì? Một cái hệ thống như thế này. Nó được thừa hưởng kiến thức kinh doanh của hàng triệu con người, được trải nghiệm trong hàng chục năm và được số hóa thành một cái mô hình mà anh luôn anh nói chuyện vui theo chuyện trưởng, nó gọi là trận đồ bát quái như thế này. Ở đây là mình ở đây chúng ta trao đổi với nhau là trên quan điểm là chúng ta là những người tạo ra cuộc chơi, tạo ra một toàn bộ những cái hoạt động, chúng ta điều khiển những cái hoạt động của một doanh nghiệp. Ví dụ như là chúng ta bây giờ anh em chúng ta đang dùng điện đấy, nhưng mà thực ra cái nhà máy điện nó là nhà máy trên Hòa Bình chẳng hạn, và chúng ta là những người mà điều khiển những người vận hành cái nhà máy điện ấy. Thì toàn bộ những cái công việc nó được thiết lập ở trong cái màn hình này. Mà anh gọi vui cho gọi là trận đồ bát quái là như vậy. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta đã biết là cái này nó để làm cái gì, cái này để làm cái gì, cái này để làm cái gì, cái này để làm gì, cái này để làm cái gì, cũng như cái này giả thiết cái này để làm cái gì. Không những cái này để làm cái gì trong cái chức năng về security, user security control này này. Đấy, you see. Chạy chậm. Chúng ta biết rằng nó bao gồm những chức năng như là profile, tạo role, tạo data sharing, tạo business, tạo data sharing. Thì anh để cho nó chạy nhé. Từng cái chức năng đó khi chúng ta vào tài liệu, đúng không? Profile, role, data sharing và tạo Zoho Mail add-on user chẳng hạn. Nếu các bạn có gặp khó khăn ở data sharing thì các bạn sẽ vào trong Zoho CRM như thế này. À, trong vào trong cái tài liệu của chúng ta như này. Chúng ta tải về cái file mà hôm qua anh đã chia sẻ trong cái nhóm của mình. Anh xin lỗi. Anh mở lại cái này. Chia sẻ trong cái nhóm của mình. Đó là phần 1. Zoho CM Boarding Guide for Admin. Nếu các bạn chưa có các bạn đối với các bạn chưa có account ở đây ấy, các bạn có thể vào trong nhóm chat, bấm vào phần 1 này. Anh sẽ đánh dấu từ 1 nhá. Anh hôm qua anh mới chỉ copy 1 đến 10 vì qua qua làm việc muộn mà mệt rồi nên anh chỉ copy hai cái thôi. Những cái khác còn lại như từ từ chúng ta bấm vào nó. Mở ra. Các bạn thấy cái onboarding guide này rồi đúng không ạ? Nếu ai có vấn đề thì nếu ai có vấn đề để mở cái file này ra thì bấm số 0 nhé, để cho các bạn để Vũ và nhóm anh em trợ giúp. Trong onboarding guide này nó bao gồm 33 trang. 33 trang. Trước khi tham dự vào 2 tuần vừa rồi, anh tin chắc rằng đối với từng bạn trong này, từng người trong này, khi nhìn vào số lượng trang của cái file như thế này và chúng ta thấy các ta ngoài mục này ra chúng ta còn 9 mục nữa chúng ta phải học. Tất cả các bạn đều rất nặng. Đấy là chắc chắn. Tuy nhiên, anh giúp các bạn một việc, con đường đi là thế này. Chúng ta cuộn xuống phần mục lục. Chúng ta cuộn xuống trang thứ hai. Các bạn thể hiểu toàn bộ cái phần onboarding, tức là trước khi bắt đầu hoặc là chọn bắt đầu với cả onboarding, nó kiểu như là kiểu như lên máy bay ấy, lên tàu ấy. Thì để bắt đầu với cả CRM chúng ta cần phải chuẩn bị ba cái bước như này, ba phần như này. Trước khi chúng ta đưa dữ liệu vào trong CRM, phương án chúng ta lấy dữ liệu đưa vào trong CRM, tức là trước khi, trong khi và những công việc chúng ta làm sau khi đưa dữ liệu vào trong CRM. Chúng ta chỉ có 3 phần như vậy thôi. Để 3 phần như vậy, các bạn cuộn xuống phần tiếp theo là gọi là table contents, mục lục. Chào mừng các bạn lên thuyền. Nếu các bạn thấy rằng mọi việc nó thực sự là confuse, tức là mọi mọi việc bạn thấy rằng mọi việc nó thực sự là lộn xộn đấy, thì đúng là như vậy. Các bạn sẽ thấy là mọi việc rất là lộn xộn. Vậy thì công việc của bạn chuẩn bị trước khi chúng ta đưa dữ liệu vào xem là gì? Các phương án, các phương pháp tốt nhất để nhập dữ liệu vào CM là ra sao? Và những công việc của bạn phải làm sau khi đã có dữ liệu trong CM là ra sao? Đấy gọi là welcome on board. Nó giống cái việc mà chúng ta mua cái vé máy bay và bây giờ on board là chúng ta ra sân bay ấy.
trước khi ra đến sân bay thì chúng ta phải làm cái gì? Trên đường ra, trước khi mà trên đường ra sân bay ta phải làm gì? Đến sân bay chúng ta lên máy bay chúng ta làm cái gì? Và khi chúng ta đã ngồi trên vé máy bay, ngồi trên máy bay rồi chúng ta phải làm cái gì? Toàn bộ cái tài liệu 33 trang này nó nói như vậy. Và toàn bộ cái phần tài liệu 33 trang này anh không đọc này, các bạn nên tham khảo cái phần hướng dẫn. Người ta nói rất là it's okay to be confused. Việc mà confused là hiển nhiên thôi. Nhưng đó là cái điểm bắt đầu. It's the starting point. Đó là điểm bắt đầu để các bạn khám phá discovery, direction, định hướng và decision, quyết định. Ok. Và đi sử dụng CRM nó cũng giống như việc một lần đầu tiên các bạn lên máy bay ra khỏi Việt Nam, sẽ có vô cùng nhiều cái điểm mà các bạn sẽ bỡ ngỡ, các bạn thấy lộn xộn, các bạn sẽ thấy rằng là từ bé giờ tôi sinh ra chưa có thằng nào nắm hành như này, nhưng mà khi mà đến sân bay quốc tế các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều điều khác, và điều đó sẽ tùy từng cá nhân của mỗi người. Nhưng nếu như đối với anh chẳng hạn, đối với anh từng cái sân bay hoặc từng một cái điểm mới mà anh nhìn thấy, anh coi đó là một cơ hội để khám phá, anh đó coi đó là một cơ hội để anh phải xác định lại cái định hướng là anh sẽ cần phải ở đâu, đi đến đâu, phải làm những cái gì ngay lúc đó, chứ không phải nói chuyện là trước khi ta đến đây nữa. Và chúng ta quyết định là chúng ta phải làm như sao, bởi vì nếu các bạn có những lúc mà ở những sân bay, mà anh sân bay ở Los Angeles, LA, anh transit đấy 3 tiếng, nhưng mà thời gian anh chạy tất cả làm thủ tục và chạy khủng khiếp luôn ấy. Đến được cái cửa máy bay tiếp theo để bay tiếp tục vài tiếng nữa là chỉ có 10 phút thôi. Chứ nếu không quyết định nhanh thì bạn sẽ lỡ chuyến bay. Đấy là cái mà cái khái niệm gọi là it's okay to be confused. Nếu như các bạn thấy là cái thứ mà khi các bạn vừa tiếp cận vào nó là ngoằn ngoằn, hay là mình thấy là ông đang đi ra ngành người ta vào một chế độ bắt quái ấy, thì tất nhiên đó là cái chế độ bắt quái, nhưng chúng ta nên coi nó là một cơ hội để khám phá. Chúng ta coi đó là một cơ hội để chúng ta phải định hướng, và chúng ta đã coi đó là một cơ hội để chúng ta quyết định thì mọi việc sẽ ổn. Và để làm thế nào? Tài liệu trước khi các bạn ra sân bay, trong lúc các bạn ở sân bay, hay là sau khi các bạn đã ngồi trên máy bay, gọi là before getting data into CRM, get data into CRM và after getting data into CRM, nó có nghĩa là như vậy. Cho nên toàn bộ 33 trang này nó chia thành 3 phần. Phần 1 là những công việc các bạn cần làm trước khi các bạn đẩy dữ liệu vào trong CRM. Và cái lộ trình của nó rất là dễ. Đối với những anh em đã từng quen với khái niệm gọi là Customer Experience, trải nghiệm quan hệ khách hàng ấy, thì đây được gọi là những touch point, những điểm chạm mà chúng ta cần phải làm để có thể số hóa cái hành trình khách hàng, gọi là Customer Journey. Ở đây người ta nói rất rõ, bước 1, Enter Basic Company Detail. Các bạn nhập vào những dữ liệu thông tin cơ bản. Điều này lát nữa chú sẽ yêu cầu nhóm Vũ làm. Như chú nói trong phần chat ấy, chú muốn các bạn sinh viên là người tiên phong. Điều thứ hai, chúng ta invite users, chúng ta tạo user cho từng người, tạo user account ấy. Việc thứ ba, chúng ta set up data sharing, bao gồm role, profile, data sharing trong user control. Việc thứ tư, chúng ta set up asset registration, nó liên quan đến role, profile. Ai được phép xem cái gì, ai được phép làm cái gì ai được, nó có quyền chỉ đọc, xem, xóa, sửa. Việc thứ năm, chúng ta quick customize module, đó là gọi là module trong cái phần basic customization mà chúng ta đã học. Điều thứ sáu, chúng ta set up cái basic workflow. Trong workflow rule là chúng ta vừa chia sẻ chiều qua buổi trình. Và thứ bảy, chúng ta set up email, account và template. Làm sao mà có thể gửi nhận email trong ZOCM và có thể gửi email và tạo được template trong ZOCM. Đấy là 7 bước mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái việc mà trước khi đẩy dữ liệu vào trong Zoho. Ở đây, bước 1, các bạn thấy, anh sẽ để bước 1 đây nhé. Các bạn sẽ thấy rõ là để nhập dữ liệu vào trong ZOCM thì bao gồm có tên công ty, địa chỉ công ty, logo công ty và thông tin liên quan thông tin lạc. Thứ hai, các bạn phải định nghĩa time zone, bởi vì Việt Nam mình là GMT cộng 7. Và thứ ba, các bạn phải đặt định nghĩa đơn vị tiền tệ. Các bước 1, 2, 3 như này
Chú muốn Vũ bật micro lên và nói là cháu có khả năng làm nhanh không? Khả năng chỉ nhanh không? Chú Vũ bật micro nhé. Alo. Alo, nghe được không? Cái yêu cầu của bà của bài cái yêu cầu của ở đây cháu có sẵn sàng để làm demo không? Cái yêu cầu custom customize đấy ạ. Ok, mình phải luyện tập một tí, mình phải interact một tí thì nó mới cháu Vâng. cháu có cháu đã vào cháu cháu đã vào cháu vào trong cái tài khoản account demo của cháu ở đấy chưa? À, đây rồi. Cháu vào account demo đi, cháu yêu cầu quyền chia sẻ màn hình sang bên cháu đi, chú shop bên này nhá. Vũ share màn hình bên Vũ đi. Vâng. Trong lúc Vũ chuẩn bị màn hình của Vũ, anh có một đề xuất đấy, là khi mà cái phần nào mà anh đề cập trong những cái tiếp theo trong 33 trang tiếp theo, thực ra chúng ta đang chuẩn bị đi qua một cuốn sách dày khoảng 200 trang, tham vọng chúng ta đã sẽ đọc xong cuốn sách dày 200 trang và xong phần luyện tập trong chiều nay. Một nhiệm vụ bất khả thi với bất kỳ một ai, nhưng mà anh hy vọng là chúng ta anh mong rằng chúng ta sẽ làm hoàn thành được từ giờ đến 5 giờ. Bước đầu tiên sẽ khá chậm nhé, nhưng mà bước sau sẽ nhanh hơn. Không chỉ Vũ nhé, bất kỳ một bạn nào thấy sẵn sàng cho một cái module nào á, thì các bạn lên sẵn sàng nhé. Như vậy Trình, Tuấn Anh, Hành, Huy chuẩn bị nhá. Cũng như là anh ý kể cả cả Giang rồi Thụ rồi Trình rồi Tuyến rồi tất cả bạn đây và Tiến. Xe cái nào nhỉ? Xe cái Xe enter cái rồi. đừng đừng entire screen nó nặng lắm, cũng được thôi nhưng mà nó nặng. Xem cái application window. Đường truyền mạng không ổn định. Hay là Trình, alo Trình ở đấy không? Có sao không? Ai cũng được nhé, bởi vì mình đừng mình tránh mất thời gian thôi chứ. Anh muốn đi phần đầu tiên chậm và chắc chắn là bởi vì như vậy. Chậm và chắc. Alo Trình có online không? Ra đây, screen rồi. Trình vừa sẵn sàng nhé. Mọi Trình người và Tuấn Anh thấy sẵn sàng nhé. màn hình chưa? Bắt Mọi đầu, người ok, thấy màn hình rồi. Thế màn hình rồi. vâng. Thế rồi em ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần là Advanced Customization. Thì phần 1 này nó sẽ yêu cầu là tạo một cái page layout để quản lý nhiều dịch vụ, đa dịch vụ ở trong cùng một cái module. Thì đây nhiệm vụ của người ta sẽ là tạo một cái layout theo yêu cầu trong module list, gồm có các layout đặt tên là Digital Media, e-publishing và e-learning. Tất cả thì nó sẽ yêu cầu là tất cả những dịch vụ hiện tại, tất cả dịch vụ hiện tại thì nó sẽ phù hợp với lại cái digital marketing, digital media. Còn chúng ta sẽ tạo thêm hai cái nữa, hai cái layout mới để dành cho e-publishing và e-learning. Cái trường là Service Interested In, là trường có xuất hiện ở trong tất cả các layout, nhưng mà tuy nhiên thì giá trị của cái trường Service Interested In này ở trong các layout khác nhau. Đây ở dưới này là bảng chi tiết của các trường Service Interested In. Vũ ơi, cho cháu mà xem màn hình bởi vì không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy mỗi cái màn hình show time hiện nay. Mới màn hình cháu xem cái màn hình mà cháu đang đọc đi. Vâng. Mọi người dễ hình dung hơn. Bấm vào cái tab ấy.
Bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi cái tab ở bên hiện nay vẫn đang bên show time của cháu đây. À bên meeting của cháu đây. Bên meeting ạ. Đúng rồi, chưa nhìn thấy cái màn kia. Xong rồi chưa? Ok, đây là nội dung yêu cầu. Cháu vừa giải thích qua rồi nhá. Thì có sao không? Cháu refresh lại sao? Không hiểu sao vẫn chỉ nhìn thấy mỗi cái màn hình meeting. Mọi người có thì mọi người có các bạn có thấy cái màn hình khác của ở đây rồi. Ok, ok. Được rồi. Bây giờ thấy mình CM rồi. Thì để bắt đầu cho sẽ vào bên CM. Mọi người đã nhìn thấy màn hình giao diện CM chưa? Đây là tài khoản demo. Ok. Để bắt đầu chúng ta sẽ vào setting setup. Vào phần module and field. Trong phần lead chúng ta sẽ nhấn vào nút 3 chấm này nha, và chúng ta sẽ vào layout. Ở đây hôm trước cháu đã tạo trước một cái rồi. Màn hình chưa chuyển động nhé, màn hình vẫn là màn hình trang chủ của CM. Cháu có thấy chắc là do đường chuyển mạng thôi. Do đường chuyển mạng hả? Dạ. Dạ vâng. Em vẫn thấy có bản chuyển động. Các bạn là các bạn khác thấy có thấy màn hình của có các bạn không? Màn hình của Vũ truyền bản làm. Thì mới ban đầu ấy thì cái chỗ digital này nó sẽ là standard. Thì mình sẽ đổi tên theo yêu cầu của đề bài là tất cả những module có sẵn hiện tại nó phù hợp với lại cái digital media. Đây mình sẽ cần tạo thêm hai layout nữa. Thì để tạo thêm layout chúng ta sẽ nhấn vào new layout. Trong phần new layout này thì sẽ có trường là service in interested in. Đó, hôm trước chúng ta đã tạo trước rồi. Chúng ta sẽ edit cái property để thay đổi giá trị ở bên trong. Thì theo cầu đó có thêm ở bên này chúng ta sẽ thêm các giá trị như là editor này rồi composition service, chú nhờ Vũ một phút nha. Các bạn là các bạn khó khăn nếu trên màn hình showtime mà nó chạy màn hình meeting của chúng ta nó chạy chậm ấy, các bạn chuyển sang xem trên YouTube nhé. Thì các bạn tắt cái mic ở trên YouTube đi để các bạn nghe cái mic của thằng meeting thôi không thôi, và các bạn nhìn cái màn hình trên YouTube ấy, nó sẽ rõ và nó đúng theo thời được hơn nhá. Ok, tiếp tục ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt tên cái layout này là publishing. Sẽ nhấn save. Ở đây nó sẽ hỏi là cái profile nào sẽ được gắn quyền cho cái layout này, thì chúng ta sẽ chọn cái profile mà mình đã tạo rồi. Hôm trước thì họ có tạo là cái intern thì mình có thể thêm vào đây. Save. Tiếp theo tương tự thì chúng ta có thể tạo thêm ở đây, hiện tại sẽ có hai cái layout ở trong module lead. Tạo thêm một cái nữa theo cầu là sẽ clone từ cái nào đó. Cho nó copy từ cái kia đi. Thực ra là mình sẽ tạo mới luôn á. Mình sẽ cancel ra ngoài và tạo mới luôn. Thôi mình sẽ flipsing. Ở đây sẽ đặt tên là e-learning.
theo có giá trị ở dưới này chúng ta cũng sẽ edit property và thay đổi. Nhân ra lưu lại và đây cũng là chọn profile. Thì đây là cái các bước mà mình sẽ tạo layout. Mình quản lý nhiều dịch vụ. Thì đây là cái các bước mà mình sẽ tạo layout. Cháu nghe thấy tiếng nó nhại lại ở đâu không? Delay tầm 2 giây. Nghe thấy tiếng nó nhại lại ở đâu à, để chú tắt toàn bộ micro nhé. Chú để chú tắt toàn bộ micro đây. Thành vi biểu trưng trình trình ra trình đạo trình 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 tắt của chủ bác đấy. Để chú tắt toàn bộ micro nhé. Chú để echo ở đâu đâu được rồi. Bởi vì có một số bạn để YouTube nhưng mà không tắt này đi mà. Vâng. Sẽ để ra ngoài và sẽ vọng lại ạ. Nó vậy vọng lại đúng rồi. Các bạn ta dùng YouTube thì các bạn tắt mic ở trong YouTube đi nhé. Tắt tiếng ở trong YouTube đi, chỉ nghe trong này thôi. Trình ơi tắt Trình ơi cháu tắt mic của cháu đi, không hiểu sao chú bác không tắt được. Nếu bị rồi đâu. Ok, Vũ tiếp tục cháu. Tiếp tục đi. Vâng, tiếp theo thì ở phần thứ hai thì nó sẽ yêu cầu là mình sẽ tạo thêm các layout khác ở trong contact account và deal với những cái trường mà thích hợp cho mỗi cái layout mà mình đã tạo ở lead. Và chất công việc này nó sẽ gọi là khi mình sử dụng các layout ở bên lead ấy, thì nó sẽ khi mà mình convert từ lead thành contact thì nó sẽ map với lại các trường phù hợp ở bên chỗ contact của account, từ lead sang account.
Tương tự thì chúng ta sẽ vào tách tạo. Sẽ quay lại phần lead một chút. Này có một đoạn thêm vào thêm vào thằng module đúng. Có lẽ cái phần này cháu cũng chưa nắm rõ lắm ấy, không sao, biết là okay. anh Trình có hỗ trợ không? Trình hoặc Tuấn Anh nắm rõ phần này hơn hỗ trợ cháu không? Ok em sao? Để chú. Vâng. Để, chú lấy lại màn hình nhá. Được vâng. Đây. Cái này chậm quá trời rồi. Chú lấy, để chú lấy ạ. Đã sửa đi. Thực ra vừa rồi nó là một cái bài test nhỏ để chú, để anh em, để chúng ta cũng thể hình dung được là đối với việc mà từ hướng dẫn chúng ta vừa đào tạo này, chúng ta vừa hướng dẫn sử dụng cho đến khi mà chúng ta tự tay vào thì cái mức độ khó khăn nó như thế nào thôi mà. Như vậy là thực ra khi mà nếu như ví dụ như là được giao, anh gửi một cái, chú gửi một cái email cụ thể đến Vũ chẳng hạn, hoặc đến các bạn ấy, và nói rằng là trong phần là layout đúng không, chúng ta cần customize theo yêu cầu bước 1, bước 2, bước 3 như này, đúng theo yêu cầu, giả thiết là mình cứ copy nguyên gì cái nội dung trong bài luyện tập đấy mà gửi Vũ là Vũ làm được đúng không, và các bạn làm được đúng không? Alo anh em mày nghe được không nhỉ? Nghe rõ không? Ok, nghe rõ. Rồi xong, để share lại cái màn hình lâu quá, nghe cái màn hình share lâu quá. Bấm cái nó chạy ngay, bây giờ bấm nó đang quay tít thò lò luôn. Các bạn mình biết rằng là để mà thực hành ấy, thì nó là cả cái bước rèn luyện và các bạn phải cố gắng rèn nó. Nhưng đối với CM, đối với thằng Zoho, khi mà các bạn đã làm được CM rồi thì tất cả những ứng dụng còn lại của Zoho các bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ví dụ trong tuần vừa xong ấy, trong tuần này ấy, vừa rồi vừa này này là chúng ta làm cái Zoho Dex và Zoho Campaign ấy, thì các bạn thấy rằng cái phần cấu hình cho Zoho Dex và Campaign nó dễ hơn nhiều rồi đúng không, so với cả CM. Từng việc một nhé. Chú lỗi cái màn hình anh nó quay lâu quá. Không share được màn hình luôn. Chà chà, internet cực kỳ tồi tệ.
Để anh refresh lại cái màn hình nhé. Mọi người cứ đợi anh sự anh đi refresh lại cái màn hình cả. Dô xem ấy, các bạn đã biết là cần phải bấm vào dô xem này. Bấm vào dô xem này. Các bạn cần biết là bấm vào này. Vào trong setup. Và để vào nhập vào thông tin cơ bản này, chúng ta biết là chúng ta phải bấm vào General này. Và Company Tail này. Đúng không ạ? Chi tiết công ty ở đây. Các bạn nhìn được màn hình không ạ? Nhìn được các tab nhanh không ạ? Có, nhìn được. Ok. Toàn bộ những thông tin mà chúng ta cần nhập liên quan đến đây, company detail đây. Chà chà. Đúng không? Thì toàn bộ trong, để đỡ mất thời gian nhé, mình không đợi nó nhé, company detail. Thì khi mà chúng ta nhập company detail, chúng ta nhập thông tin này vào là xong. Tương tự với mục 2 là chúng ta mời người dùng, thực ra chúng ta tạo user và map dâm vào cái role và định và gán cho người ta quyền gọi là profile vào role nào, đúng không? Thì tất cả những gì chúng ta cần làm gồm role profile mục 2 nhỏ này. Chúng ta vào trong, bây giờ anh không bấm nữa cho nó nhanh. Chúng ta vào trong security control, đúng không? Tạo profile role. Và chúng ta biết cách gán người dùng thì tất cả những việc gán người dùng nằm trong user này rồi, đúng không ạ? Thế là việc mục 2 nhỏ. Tiếp theo mục 3. Ở đây trong cái role của cái trang, tiếp tục cái tài liệu mà mình tải về. Chúng ta đến trang thứ 7 đấy nhé. Chúng ta biết là cái role thì chúng ta tạo phải vẽ ra một cái mô hình tổ chức công ty như này. Gọi là Organization Hierarchy. Làm gồm có CEO này, C-Manager ở Mỹ này, CMD ở UK này, rồi có sales rep này, đại diện bán hàng sales rep, dưới sales rep có sales assistant này, cũng như ở UK. Thì khi chúng ta định nghĩa ra các role và các cái các profile và role này, đúng không? Thì chúng ta sẽ định nghĩa trong này là cái đây role đây, đúng không? Jacker CEO này, sales manager này, sales UK này. Tất cả những việc này khi mà chúng ta đã vẽ và hình dung được với theo đúng cái tài liệu như này. Ví dụ role là sales manager của USA. Rồi làm những công việc này, tất cả những công việc này và tại sao chúng ta phải làm công việc này. Ok. Nó nằm ở trong phần Security Manage Users ở trong này rồi. Tức là rất dễ để sử dụng. Và chúng ta đã biết là đối với tài liệu như vậy thì chúng ta tương tự chúng ta vào trong màn hình nào của CM rồi. Đúng không ạ? Nó vẫn quay lại câu chuyện mà nghe có vẻ hơi trưởng tí là
trưởng một chút là phim như hơi phim trưởng tí, gọi là nói chung là phá được cái trận đồ bác quái. Đối với cái hướng dẫn của trận đồ này thì chúng ta vào đây. Tương tự khi phần 3 là enable data sharing rule, tức là CEO này share cái thông tin đến sales manager như nào, đến sales rep như nào, sales assistant như nào. Bước 1, bước 2, bước 3 đã giới thiệu ở đây thì chúng ta đã biết là chúng ta sẽ vào CM. Tương tự trong security control và chúng ta bấm vào data sharing ở đây. Ok. Và theo các cái bước chỉ dẫn trên màn hình như thế này, cộng với tài liệu chúng ta có, chúng ta biết là cần phải làm như nào rồi. Ok chưa? Chúng ta phải truy cập cái bước gọi là access restriction, là ai được phép truy cập ở đâu và khi nào. Thì nó có ví dụ như là đối với một số doanh nghiệp người ta giới hạn là tránh cái chuyện mà người lạ truy cập, ví dụ như là vừa rồi các bạn thấy rằng là Zoom nó nhảy vào lung tung, nó chèn các cái thông tin lung tung vào trong khóa học, thì người ta chỉ cho phép là chỉ những địa chỉ IP nào, ví dụ người ta cho giải địa chỉ là địa chỉ khu vực nào đấy thì mới được vào, hoặc là đôi khi là chỉ có đến công ty. Và với ví dụ như đối với một số doanh nghiệp là IP tính ấy, có cái đường list line ấy, đường có IP, con doanh nghiệp có IP tính, người ta chỉ có đến là công ty, phải vào cho công ty và vào cái địa chỉ IP tại trong công ty ấy, thì mới được truy cập vào CM chẳng hạn, đúng không? Cũng như là gọi là two factor authentication ấy, thì là cái việc này là các bạn đã biết rồi, là cái bảo mật hai lớp, đúng không? Thì để làm việc đó chúng ta có company setting này, rồi invite user, define user privilege, insert và làm cho mọi thứ secure. Ok, tất cả những việc chúng ta cần làm là như vậy. Sau đó đến module thứ 5 là customize module. Customize module thì nó gồm có customize layout, tức là cái dàn trang trình bày ấy, và thêm các trường. Tất cả những bước như vậy là đây là tại sao chúng ta cần phải customize module trước khi chúng ta nhập dữ liệu vào ấy, vì chúng ta biết rằng là mỗi một doanh nghiệp người ta đều có những cái thông tin, rồi những cái trường thông tin khác nhau, kiểu thông tin khác nhau, tổ chức doanh nghiệp khác nhau, cho nên người ta phải tùy biến các trường. Thì để tùy biến các trường thì như Vũ vừa trình bày ấy, trong phần basic module customization như Vũ vừa trình bày ấy, là các bạn đã biết là làm thế nào để vào trong layout. Ví dụ ở đây chúng ta vào trong customization, chúng ta vào module and field và chọn một cái module nào đó, ví dụ như là chọn module lead, chọn module company hay cho contact. Và lúc ấy Vũ đã làm ví dụ là lead, anh nó chậm quá anh sẽ để mặc kệ đấy nhá, lead. Và chúng ta thêm trường, chúng ta bớt trường, chúng ta thay đổi đặc tính của trường, chúng ta cập nhật thông tin của trường, tất cả mọi việc nó nằm trong customer module này. Và những cái công việc chúng ta cần làm thì trong tài liệu chúng ta hướng dẫn rất rõ ràng là chúng ta có thể đổi tên cái tab hay đổi tên cái module. Ví dụ như là hiện nay trong CM của anh nó là potential, thì mình có thể đổi nó thành deals, đơn hàng, hoặc là một cái gì đó, đúng không? Hợp đồng, kiểu như vậy, chúng ta có thể đổi đấy. Mình có thể edit existing field, tức là những cái trường hiện nay đang tồn tại, chúng có thể thay đổi được cái trường đó. Chúng ta có thể add new custom field, thêm một cái trường mới. Edit field property, chúng ta có thể thay đổi đặc tính của trường. Specify field permission, chúng ta có thể chỉ ra cái đặc quyền, tức là cái quyền được truy cập đến trường đó, ví dụ chỉ đọc, chỉ xem. Chúng ta set validation rules, tức là đối với trường đó khi chúng ta nhập dữ liệu vào, ví dụ như là khi mà chúng ta nhập vào, chúng ta quy định là trường này chỉ nhập về số được ạ, và từ 1 đến 10.000. Nhưng nếu chúng ta nhập 11.000 thì nó sẽ báo lỗi, hoặc là chúng ta nhập chữ vào đấy nó sẽ báo lỗi, nó gọi là validation rules. Và chúng ta rename tag. Tất đây là những cái công việc mà chúng ta có thể làm được trong cái trường module and field ở đây, đúng không? Customize module and field, tất cả mọi thứ công việc ở đây. Thì trong tất cả những công việc ở đây, trong tài liệu người ta có thể làm được cái này việc. Ok. Và trong tài liệu nói ví dụ rename tab, anh sẽ không đi quá sâu nhưng anh vào một cái. Hiện nay cái tab này của anh là lead, mình có thể rất dễ dàng. Ở đây, ví dụ như là lead account, lead contact, account và deal, thì đây là các cái trường chuẩn trong Zoho CRM hay là trong Xuân CM nói chung. Nhưng nếu như trong trường đại học ấy, thì người ta sẽ không đổi cái lead, người ta sẽ coi là applicants, là người nộp đơn xin học ấy. Contact nó sẽ đổi thành student, tức là những sinh viên của trường. Account thành đổi thành professors, là giáo viên, bởi vì giáo viên sẽ phụ trách từng lớp. Và deal sẽ đổi thành lab technicians.
Ok chưa? Các bạn hình dung tất cả những cái trường được đổi tên này rất là dễ dàng. Ví dụ lead thành applicant thì các bạn để các bạn bấm vào đây, các bạn rename. Hy vọng nó nhanh. Lead các bạn gõ là applicant vào. Đúng không? Xong. Bấm xếp là xong. Tất nhiên trong giờ này không xếp. Thì đấy là tùy, tức là người ta đã hướng dẫn là cách đổi tên các cái module ở đây. Ok, để cho nó phù hợp với mô hình của mình. Đấy là việc dễ nhất. Sau đó mình có thể edit cái existing field, cái trường hiện nay. Ví dụ như là numbers, employee, Twitter, list status. Thì chúng ta đổi trong cái list status có attendant, contact, contact future, contact thực, junk list, lost list. Đây là những thứ trường ngầm, cái giá trị ngầm định. Mình thay đổi thành list status, number of employee và Twitter. Ok, bởi vì cái list status của trong trường, một trường đại học, cái mà người ta quan tâm chỉ có hai cái này thôi. Là số lượng người số lượng nhân viên và cái Twitter của doanh nghiệp đó là gì, đúng không? Cũng như mình có thể đổi thành finance evaluation, academic evaluation, applicant review, junk application và not qualified. Tức là mình có thể đổi thành những cái trường này phù hợp với mô hình của trường đại học. Tiếp theo là add custom field, thì như Vũ vừa làm, tất cả mọi thứ công việc là kéo thả. Nó có kiểu single field, pick list, lookup, currency, data field, đúng không? Thì như trong cái create application, applicant ấy, thì chúng ta phải là first name, last name, applicant shops, applicant enrollment ID, department, cost, application fees, date of application. Toàn bộ những cái việc này, cái form mà chúng ta nhập dữ liệu vào trong list, chúng ta hoàn toàn thay đổi để nó là một cái form để nhập vào cho một trường trong việc mà thu nhận học viên ấy, học viên tiềm năng ấy, trong một trường đại học. Rất là dễ dàng. Tiếp theo là edit field property. Chúng ta có thể thay đổi cái trường, cái đặc tính trường. Ở đây khi chúng ta bấm nút phải chuột, chúng ta có thể gọi là mark as required. Chúng ta không cho phép cái giá trị trùng lập. Chúng ta đặt là permission, chúng ta gọi là trong edit property ở đây, tạo cái layout rule, tạo cái validation rule, tất cả mọi thứ công việc mà nốt phải chuột. Khi mà chúng ta bấm vào set permission thì chúng ta vào cái specify field permission ở đây. Trường nào đặc quyền như thế nào, ví dụ như là chỉ read and write, read only và don't show. Tức là đối với một số profile, chúng ta không show cái màn hình này ra, không cho người ta xem cái trường này. Đối với admin thì có quyền read and write, nhưng đối với quyền standard là không được làm cái gì cả, chẳng hạn như vậy. Rất là dễ dàng thay đổi, đặt cái quyền là quyền truy cập, nó có quyền chỉ đọc và ghi chỉ đọc, hoặc là không được ghi cái gì cả, không được xem cái trường này. Tương tự với validation, đối với những trường quan trọng chúng ta có thể đặt cái quyền gọi là, ví dụ như là một cái luật là CGPA, cái này nó liên quan đến quái gì của CGPA, là một cái đạo luật gì, cái đạo luật gì đó bên ở Mỹ hay ở Canada. Thì giả thiết nó phải là tối thiểu là số lượng là 3. Nhưng mà bởi vì mình đặt một cái cách mà gọi là validation ấy. Validation là gì nhỉ? Validation là định nghĩa tham chiếu ấy. Định nghĩa gọi là validity. Validation là mình kiểm tra lại, kiểm định cái trường này. Là nếu nhập một dữ liệu sai thì mình có cái cảnh báo là trong trường hợp này phải nhập tối thiểu là 3. Đấy, ví dụ như vậy. Rất là dễ để làm trong đó. Và đấy là xong phần 5. Chúng ta sang phần 6 gọi là setup basic automation rule workflows. Tất cả những việc chúng ta chỉ vào một cái, tất cả những gì chúng ta làm ấy, chúng ta vào cái module đó. Chọn cái layout mà chúng ta cần làm. Sau khi chọn layout thì nó ra cái bảng và kéo thả như này. Như Vũ vừa trình bày ấy. Thêm một trường, bớt một trường, thay đổi đặc tính trường, đặt validation là kiểm định cái trường đó. Tất cả những gì chúng ta cần làm, chúng ta bấm phải chuột đó. Ví dụ trường sản phẩm là rất quan trọng, trong đây chúng ta bấm mark as required, là thực ra nó sẽ có một cái dấu màu đỏ, là chúng ta sẽ thấy cái đánh dấu màu đỏ bên ngoài này, có nghĩa là cái trường thông tin trường này bắt buộc phải nhập vào thì mới xếp được dữ liệu. Cũng tự như là replace value rồi customer rule, tất cả mọi thứ thông tin mà chúng ta trong cái phần 5 chúng ta xem ở đây. Ok chưa ạ? Mình không xếp vào nhá.
Phần 6 là Customer Basic Automation Workflow, tức là những cái basic về tự động hóa các luồng công việc. Thì ở đây là ví dụ như là một cách nhanh nhất khi mà contact được tạo, tức là đây là gọi là created, tức là điều kiện đây là on created, được tạo trong CM, tức là khi một cái contact được tạo, được dạng tạo ra, bạn có thể muốn gửi họ ngay một cái welcome email, đúng không? Mà việc đó làm trong workflow rule, thì như hôm qua Trình đã trình bày ấy, để vào workflow rule chúng ta lại vào setup lại một này, chúng ta vào trong automation này, đúng không? Chúng ta chọn workflow. Điều quan trọng ở đây như Trình hôm qua nói là để mà gửi email thì chúng ta chọn cái module nào? Automation. Và đây chúng ta workflow. Đúng không? Đây có workflow rule rồi. Thì bao giờ cũng thế, ví dụ trong email này chúng ta phải chọn cái module nào chúng ta làm. Các bạn để ý ngoài, đúng không? Ta chọn cái module nào chúng ta làm. Ví dụ on đây on creation, nhưng mà ok, trên trigger trên nhé. Chọn module nào và chọn layer nào, khi có một cái hành động gì xảy ra thì chúng ta sẽ thêm một cái action, là ví dụ như là để anh mở rộng cái này ra. Các insert action này là gồm có ví dụ như là cập nhật một trường, ví dụ như là trường rating là đánh giá clip này là hot chẳng hạn, hoặc là qualify chẳng hạn, hoặc là hot chẳng hạn, hay là câu chẳng hạn, hay là warm này, định cập nhật lại trường. Hay chúng ta tag thêm một cái tag, nó giống chúng ta tag một ai đó vào trong cái Facebook mình ấy, đúng không? Hoặc remote tag, hoặc là gửi một cái email, hoặc là gửi một cái tạo ra một công việc, hoặc là chuyển đổi và tạo gọi ra một cái webhook, hay là thực hành một cái function. Ngoài ra chúng ta, ngoài cái instant action ra, chúng ta có schedule action, đó chúng ta bấm action này. Những cái action chúng ta gồm cũng tương như là field update này, email notification, text, webhook và function, đúng không? Rất là dễ dàng, chúng ta add new cái schedule ở đây. 4 tiếng sau khi, 4 tiếng hoặc 4 ngày sau khi cái rule trigger thì chúng ta gửi một cái email welcome và gán nó vào, giả thiết như vậy, đúng không? Tức là chúng ta cứ làm tất cả những gì mà từ xưa đến nay các bạn, đối với anh em đã từng làm về kế hoạch ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm cái gì cũng phải vẽ ra giấy nháp ấy. Xong rồi nếu anh em đã từng là thiết kế hệ thống ấy, thì thường anh em hay làm trong Visual Basic ấy. Visual Studio hay cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mất cái phần mềm mà hay vẽ các khối ấy, sơ đồ khối ấy. Thì từ xưa đến nay chúng ta vẽ sơ đồ khối và chúng ta bắt đầu thực hiện. Thì khác với tất cả các hệ thống khác đối với ở CM là chúng ta vẽ cái sơ đồ khối đó nằm trong CM và chúng ta làm một lần, thiết kế một lần thôi, chúng ta quên nó đi, mọi thứ nó hoạt động theo đúng như vậy, ok chưa? Đây là phần workflow. Quan trọng nhất là chúng ta phải định nghĩa được ra cái mục tiêu chúng ta làm, trong trường hợp này là như example, và từ mục tiêu chúng ta làm chúng ta đưa vào cấu hình ở bên trong CM như thế này. Ví dụ như mỗi một cái gọi là big deal alert ấy, tức là khi một cái cảnh báo đơn hàng lớn ấy. Ví dụ như mỗi một khi đơn hàng thành công với giá trị hơn 25.000 đô được tạo ra, ngay lập tức nó sẽ nhảy ra một cái email báo cáo đến CEO và CMO chẳng hạn. Thì cái việc này nó phải làm theo các bước như này. Ta vào lúc này, đây là module là potential. Cái này là module là contact, được chưa? Khi một cái việc gì đó xảy ra, điều kiện là với amount lớn hơn 25.000 và probability, tức là cái khả năng thành công chúng ta là lớn hơn, là bằng 100 rồi, thì ngay lập tức chúng ta gửi một cái big alert đến việc này và chúng ta không cần schedule action nữa. Đây là cái ví dụ về cơ bản về setup basic workflow trong setting của Zoho CM. Tương tự với cái việc workflow trong CM ấy, trên kia là bởi vì là đôi khi là trong các cuộc gọi mà chúng ta hàng ngày, các bạn thỉnh thoảng ở Việt Nam chúng ta suốt ngày được nghe gọi rác, gọi là thằng Tây nó gọi, từ thế nó gọi là cold calls, gọi ngẫu nhiên ấy. Thì khi mà có một cái phản hồi lại thì nó sẽ được tự động gán đến cho ai, thì chúng ta gọi là lead assignment rules. Tất cả những thứ việc đó nó nằm trong automation
và chúng ta chọn assignment rules ở đây. Ok. Khi chúng ta vào assignment rule automation nhá, assignment rule thì chúng ta theo những bước như hướng dẫn ở đây. Đặt ở rule name là cái này, đặt created bởi được tạo bởi ai thì hệ thống tự tạo. Tạo. Với tiêu chí là list source là câu côn thì chúng ta gán cho người này, list source employee reference chúng ta gán cho người này. Và tất cả những công việc này chúng ta chỉ làm một lần thôi. Tự động sau khi chúng ta thiết lập một lần tự động nó chạy. Và anh chỉ để làm nhanh chúng ta làm ví dụ như là phân bổ list. Ta tạo một cái new assignment rule. Hy vọng nó sẽ chạy nhanh. Đúng không? Với một cái record matching critical certain condition với một cái record có cái list source. Là is kê là câu côn hay employee reference ấy, thì chúng ta gán cái ông này cho ai. Như vậy mỗi khi nó tự tạo ra nó có thể nó chạy được và ta set rule inside là xong, entry là xong, đúng không? Xong anh không xếp nên bao giờ khi mình không xếp nó hỏi là mình muốn xếp hay không. Yes process có nghĩa là tôi chấp nhận không xếp. Đây là phần 6 chúng ta đã xong. Phần 7 liên quan đến setup email và custom template. Chúng ta phải thiết lập cái email và tạo các cái email template, toàn bộ phần giới thiệu rất là dài. Nhưng mà để mà làm như vậy, chúng ta phải vào setup này, channel này, email này và organization email. Chúng ta theo đúng hướng dẫn. Setup này. Bấm vào channel này. Email này. Cái organization email này nó có nghĩa là để gửi email nó giống cái sự đầu số, tức là khi mà gửi ra email ra ngoài nó chỉ là một email giống việc mà anh em gọi đầu số 1900 1800 gì đó ấy. Thì nó quyết định là việc như vậy, nó không nhất, đúng không? Để làm như vậy chúng ta bấm new address và theo các bước ở trên màn hình cũng như hướng dẫn trên ở đây là sau. Vào email template cũng tương tự tạo một cái mẫu email như hôm trước chúng ta làm, ví dụ như greeting birthday template chẳng hạn. Thì cứ đến ngày sinh nhật của khách hàng hay đến ngày sinh nhật của nhân viên ấy, tự động người ta sẽ gửi một cái email happy birthday. Sau khi gửi một cái email happy birthday rồi, company name như này rồi, một cái mẫu này đúng không, thì nó sẽ đặt ra một loạt công việc là sẽ sau khi gửi email 3 ngày sau trước email thì giả thiết là 2 ngày trước đó thì gán cho một nhóm sale chẳng hạn là phải gọi điện rồi là tặng quà như là Prudential hay là các cái hãng bảo hiểm người ta hay gọi điện đời tặng quà ấy. Rồi đến trong ngày đó người ta gửi thiếp mừng hoặc là SMS, đúng không? Sau đó 3 ngày thì hỏi thăm là trong mấy ngày vừa rồi thì một người supervisor, một người quản trị gọi hỏi thăm rằng là chúng tôi đã, nhân viên của mình đã gọi điện chăm sóc anh chưa, rồi trong ngày sinh nhật chúng ta đã tặng quà, anh đã nhận được chưa, rồi chăm sóc bla bla bla. Toàn bộ những công việc đó nó làm được tự động hóa. Ok. Để chúng ta xong được phần 1. Bây giờ là 15 giờ 54 phút, anh đề nghị đến chúng ta sẽ nghỉ đến 16 giờ để chúng ta chuẩn bị sang phần 2 là những cái phương án để chúng ta đưa dữ liệu vào trong Zoho. Anh đề nghị nghỉ 5 phút. Nhưng mà trước khi nghỉ 5 phút, chúng ta biết rằng là để mà đưa dữ liệu vào trong CM nó gồm 3 bước này. Thứ nhất là chúng ta phải tạo ra web form. Thứ hai, chúng ta tạo import and data migration. Và thứ ba là chúng ta tạo ra API. Đúng không? Ba bước này thực ra trong ngày thực tập hôm qua chúng ta đã làm rồi, là data administration ấy. Thì làm thế nào tạo ra web form, làm nào tạo import data migration và tạo API. Anh sẽ không đi quá sâu và sau nghỉ 5 phút ấy, các bạn dành nhanh thời gian đọc giúp mình cái tài liệu mà mình đã chia sẻ, cũng như là làm công một số việc kiếm cúng nước chẳng hạn ấy. Và nếu như có câu hỏi nào thì các bạn đặt cho giúp mình. Ok nhá. Anh đề nghị nghỉ 5 phút và chờ câu hỏi các bạn.
chứ mà ăn nửa miếng kia nó lại để lại, ăn nửa miếng táo lại để lại. Rồi xong. Cả nhà quay lại nhờ? Hello, cả nhà quay lại nhờ? Hello, hello, cả nhà quay lại nhờ? Ba số 1, 4, 5, thêm một cái nữa. rất vui, rất là vui. Thế chúng ta bắt đầu tiếp nhé. Cái này share màn hình. Để đẩy nhanh cái bài học hôm nay, bởi vì hôm nay không phải là buổi mà chúng ta học lại từ đầu nữa. Để đẩy nhanh, chúng ta anh sẽ nói là web form chúng ta vào đâu, import and data migration chúng ta vào đâu và API chúng ta vào đâu, đúng không? Bởi vì để set up web form thì rất đơn giản. Rất đơn giản. Cái web form này là nó cái hay là mục tiêu của nó là từ xưa nay chúng ta cứ tạo cái form Google rồi nó cứ như thông tin nó nhảy lung tung.
đáng nhẽ đó, thông tin nó đáng nhẽ nó phải nhảy vào một nơi để tập trung. Ví dụ như chúng ta có một cái form thì hôm nay thì dữ liệu đây về đây, nhưng ngày mai ta tạo thêm một cái form nữa thì nó cũng phải về một chỗ thôi. Nhưng mà tạo Google là mỗi hôm cái form nó lại nhảy một nơi, nên mất nó không quản lý dữ liệu, không tập trung các form vào đây này, customization này. Ông web form đâu nhỉ? Web form nó nằm trong web form nằm trong nào nhỉ? Vào module lead. Lead và module. Phải vào chúng ta phải vào trong phần develop. Đúng rồi chúng ta phần develop ở dưới ấy, chú ạ. Đúng rồi. Module field đúng không? Chú Hậu ơi. Ok. Nghe. À dạ vâng, cái web form nó nằm ở trong cái phần develop space ấy. Develop space à? Ok. Ok đây. Vâng. Web form đây. Ok. Web, vâng. Rồi xong. Nên bài học hôm nay thực ra là gọi là giải trần đồ bác quái đấy nhá, chứ không phải là bởi vì để mà làm như Khổng Minh ấy, thì để Khổng Minh là ông ấy dựng lên trận đồ rồi thì ông là siêu phàm rồi đúng không? Bài toán của ta là ta phải bước đầu, vì thực ra là cuối cùng ông cũng phải học từng bước một này thôi. Ông làm chuẩn, ông làm nhanh, ông làm nhiều thì ông sẽ dựng được trận đồ lên thôi. Ở đây trong thực ra trong này trận đồ bát quái là đâu có mười mấy cái quẻ xoay vòng thành vũ trụ chẳng hạn, nhưng mà thực ra chúng ta nhìn vào đây nói chung cho ta có vài chục tích chức năng luôn. Sorry cái nó hơi chậm nhé. Chúng ta có các form mà chúng ta theo cái bước cụ thể trên đây đúng không? Để xong là chúng ta phải kéo thả thành cái form này và chúng ta lấy cái đoạn code của cái trong CM là tạo ra. Chúng ta nhúng đoạn code vào trong website của chúng ta, thế là tạo thành web form này. Rất là dễ dàng. Ok, đó là Joe support integration with your website đấy. Tất cả những gì các bạn cần phải làm là tạo một web form trong CM này với những cái trường cần thiết này. Sau đó copy và dán cái nguồn nó vào trong website của bạn là xong. Được chưa? Đấy là việc thứ nhất. Data migration và import. Data migration và import thì như cái buổi hôm qua chúng ta vừa trao đổi ấy, anh Hùng anh đã viết một cái API để toàn bộ truy cập từ nhập từ toàn bộ dữ liệu từ migration, tức là lấy dữ liệu từ hệ thống khác chuyển về CM, chuyển về Zoho. Còn import là từ ví dụ từ file Excel, từ file CSV thì chúng ta đã làm rồi. Tất cả những gì mà chúng ta làm data migration này chúng ta sẽ nhìn vào đây, đúng không? Data migration chúng ta nhìn vào đây thì để vào mặt data migration ấy, nó nằm trong data administration, đúng không? Import. Ok, ở đây nó có hai phần. Thứ nhất là import dữ liệu. Thì data migration là các bạn có thể nhập dữ liệu từ hôm qua anh bấm cái gì nó nghịch ngợm, nó bây giờ nó vẫn chạy này. Từ các hệ thống phần mềm khác, hoặc là chúng ta có thể import, hoặc là chúng ta có thể data import từ trong ví dụ module list này. Chúng ta có sẵn một cái file Excel ấy. Chúng ta vào module list này. Chúng ta có cái nút import ở trên màn hình ấy. Đúng không? Import này. Và chúng ta theo các bước import list chẳng hạn. Và chúng ta có cái file Excel chúng ta nhập vào đây. Thì những cái việc này các bạn có thể tham khảo lại. Đúng không? Browse chúng ta nhập cái file ở đây. Thì các bạn có thể tham khảo lại tất cả các bước hướng dẫn. Ở đây đúng không? Các bước 1, bước 2 bấm next như này. Ở đây. Để hướng dẫn trong tài liệu để các bạn theo. Phần 3 là push data CM và API. Cái phần này hôm nay anh đề xuất là chúng ta sẽ đi nhanh thôi bởi vì nó chỉ có một khái niệm đối với cả anh em bán hàng của anh em hình dung ấy, là Zoho luôn liên kết với cả bên thứ ba, liên kết dữ liệu với bên thứ ba thông qua một cái phương thức gọi là API, Application Program Interface, để gọi là REST API, để mình có thể lấy dữ liệu từ Zoho đẩy sang các cái ứng dụng khác, hoặc lấy dữ liệu từ ứng dụng khác đẩy về trong Zoho theo các phương thức này. Thì các bạn về nhóm phát triển này, các bạn xem thêm, đúng không? Và những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà import data vào. Ví dụ như anh Hùng hôm qua anh nói là anh ấy đã
dùng API để móc nối với cả VTiger là một cái phần mềm cũng là về CM ấy, để chuyển đổi toàn bộ data migration, toàn bộ dữ liệu từ hệ thống VTiger của anh ấy chuyển sang ZooCM. Đó là việc mà chúng ta xong phần 2, là làm thế nào mà chúng ta, những cái bước mà chúng ta đưa dữ liệu vào trong CM, gọi during ấy. Còn bây giờ đến phần 3 là after, sau khi chúng ta đưa dữ liệu vào CM rồi chúng ta làm cái gì. Và đây là cái lộ trình, lộ trình hay là những touch point hay là journey mà chúng ta cần phải làm. Thì đầu tiên chúng ta phải tạo ra một cái custom view. Việc thứ hai, chúng ta sử dụng cái bộ lọc nâng cao. Custom view có là tùy chỉnh, tùy biến các cái khung nhìn của mình nhé, trong CM. Advanced filter là mình lọc theo nâng cao. Thứ ba là mình customize homepage, là những cái bước mà có cái nút customize homepage ngay ở trên trang chủ mà ngay lúc đầu tiên anh vào anh đã trình bày. Bốn là tạo report và dashboard, tạo ra báo cáo tổng hợp. Năm là checking audit log. Sáu là create macro là chiều qua anh đã trình bày. Và bảy là perform mass record action. Sau khi đã tạo macro thì chúng ta có thể làm hàng loạt các thao tác trên record. Thì đấy là những việc mà sau khi chúng ta đã dữ liệu chúng ta nhập vào chúng ta làm được. Để custom view thì thay vì việc sang bên kia anh lấy luôn cái màn hình này cho dễ nhé, chúng ta vào một cái module cụ thể, ví dụ như là module lead, chúng ta tùy biến được cái module lead này, đúng không ạ? Thì nó ví dụ như là ta đặt điều kiện ở đây là threshold, thì cái module lead của chúng ta chỉ thể hiện ra những người mà chúng ta thu thập được từ trong các threshold thôi, từ trong các cái hội thảo thôi. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chúng ta có thể dùng advanced filter. Chúng ta có thể tìm được tất cả các bản ghi với cái tên là Smith chẳng hạn, và các cái deal với giá trị lớn hơn 10.000 đô chẳng hạn. Chúng ta có thể, cái này hôm qua anh có nói chuyện về cái criteria, tức là cái tiêu chí tìm ấy. Khi mà chúng ta đã định nghĩa được các tiêu chí tìm, thứ nhất là thế này, hoặc thứ hai là thế này, hoặc thậm chí là thứ ba là cái gì đó, chúng ta rất là dễ dàng chúng ta tạo ra một cái filter như vậy, đúng không? Với custom view chúng ta phải xem như này, ví dụ như list bằng chuyên sâu, chúng ta xem được tất cả những người mà đã tham dự cái chuyên sâu của chúng ta. Với advanced filter là chúng ta tìm tất cả những contact, những cái có deal đã được đóng lại trong tháng này nhưng đang gồm những công việc mà chúng ta phải giải quyết ấy, nhưng mà nó quá hạn. Ok, ví dụ như vậy là advanced filter. Thì cái custom view thì có thể xem cho riêng một mình, hoặc là xem cho xe cùng với tất cả bạn đồng nghiệp trong toàn bộ doanh nghiệp. Còn cái advanced filter thì bởi vì nó liên quan đến một số cái view cụ thể ấy, cho nên nó không share được đối với những người khác trong doanh nghiệp. Đại loại như vậy, advanced filter là cái việc là thực ra cái custom view với cả advanced filter bản chất nó là một thôi, nhưng mà custom view là nó cái filter của nó chỉ có một trường, còn advanced filter nó có nhiều trường hơn. Customize homepage ấy, đấy là cái mà ngay bản đầu các bạn nhìn đấy, tất cả những màn hình trên tất cả những số liệu trên màn hình các bạn ấy đều có thể tùy biến được, kéo thả và định nghĩa được, đúng không? Thì các bạn theo cái bước như này, và đây là một số ví dụ mà các bạn lên tham khảo và nên thực hành. Ví dụ như là classic view ấy, thì các bạn là xem được những open text này, những công việc đang mở này, những sự kiện này, những cái deal mà trong pipeline này. Đấy. Uneditable, tức là mình chỉ xem được những cái việc này. Còn Jason View là công việc của ông ấy này, những cái chết sâu, cái lead mà chết sâu ông được gán này, những cái deal mà chỉ trên 50.000 đô thôi, thể hiện những cái việc này. Cũng như là share với cả admin, người ta tạo ra một cái view mà người ta share cho tất cả mọi người, là những cái deal dashboard và những cái lead từ mà có từ Google AdWords ở trong homepage mà của admin ấy, đại loại như vậy, thì liên quan đến phần custom view. Phần 4 là tạo báo cáo và dashboard. Tất cả những gì các bạn cần làm là các bạn chúng ta trở về homepage này, chúng ta bấm vào cái nút đổ xuống và ta chọn cái report. Chức năng report của ZooCM là một trong những cái tính năng rất là mạnh, các bạn quen dần. Thì khi các bạn đã quen với cả các criteria, tức là đặt ra tiêu chuẩn rồi, thì trong report tương tự như vậy. Nó chỉ khác cái là đối với cái view thì các bạn chỉ nhìn thôi,
còn report thì các bạn có thể export ra chỗ khác. Bản chất là các cái cách khung nhìn khác nhau. Và report thì đặc biệt là ví dụ như là nếu như bên anh Hùng chẳng hạn, anh Hùng là bên chủ của bên đấu thầu chấm info ấy, thì anh Hùng có thể tạo ra cái report mà cứ hàng tuần hàng tháng các anh Hùng gửi cho các cái những người mua có hồ sơ ấy. Ví dụ như là anh gọi gói basic này, gói VIP này, gói diamond chẳng hạn, thì có 3 gói. Thì gói basic thì anh ấy gửi cho tiêu đề, tức là tổng kết các gói thầu trong tháng rồi chẳng hạn. Gói VIP ấy, thì anh ấy gửi là ngoài tiêu đề có nội dung chẳng hạn. Còn gói VIP thì anh ấy tạo ra cái báo cáo là tiêu đề, nội dung và ai tham dự thắng thầu. Và do cái hệ thống CM của anh đã nắm được, anh ấy có thể rất dễ dàng anh ấy đặt ra cái điều kiện custom view, anh đặt ra cái điều kiện, và khi các điều kiện nó thỏa mãn thì cứ hàng tuần hàng tháng anh tự động nó gửi đến cái nhóm, anh chia thành 3 nhóm đấy, tự động đến ngày đến tháng, giờ đến tháng nó sẽ nói là dear anh Nguyễn Tây Hùng chẳng hạn, xin chúng tôi vui lòng, chúng tôi rất ngoài ra đến như thế này, anh vui lòng trả chúng tôi 5 triệu nữa. Vậy xong còn để xem gón VIP thì anh bảo là anh rất là vui mừng anh thông tin ABC như này, để xem thêm được những thông tin xem như này anh trả chúng tôi 10 triệu nữa. Thế là khi người ta trả 10 triệu anh lên gói diamond, thì cái báo cáo toàn bộ những tiêu chí filter bộ lọc, bạn có thể tạo ra bộ lọc thứ nhất, bộ lọc thứ hai, bộ lọc thứ ba, đúng không? Cái này sau khi cái bộ lọc chúng ta biết rằng là cái điều kiện chúng ta là cái gì, nó có thể chứa đựng, nó có thể là cái gì, không là cái gì, chứa đựng cái gì, không chứa đựng cái gì, đó lại như vậy. Tất cả mọi thứ cho xếp và nó chạy được rất là dễ dàng. Nên là chúng ta xong phần báo cáo nhé. Đây các bạn thấy đây là cái hệ thống báo cáo của người ta này, toàn bộ những báo cáo có sẵn này các bạn có thể tùy biến được ạ. Ok, rất là dễ dàng. Cũng tương tự về báo cáo thì là dashboard. Dashboard nó khác báo cáo ở chỗ là nó thể hiện cho các bạn bằng hình đồ họa. Thế tất cả những gì các bạn cần nhìn vào số liệu như đồ họa, và khi các bạn click đây là pipeline by state, tức là cái trạng thái bán hàng ấy, thì nó chia thành sáu close won ấy, đóng lại ở đây thì như một số trong cái pipeline hoặc trong cái stage mà mấy hôm vừa rồi anh có trình bày ấy, là mình có từ 3 cho đến 5-6 cái trạng thái khác nhau, thì đây là 8. Thì tất cả những thứ nó thể hiện một cách trực quan. Thì cái dashboard này nó quan trọng, nó giống cái đồng hồ trên máy bay ấy, đồng hồ trong phòng điều khiển phi công ấy. Hay là khi mà chúng ta chạy xe ô tô và chạy xe máy nó có đồng hồ điều khiển ấy. Chúng ta biết là chạy xe máy chúng ta biết là nó có hai cái thông số quan trọng nhất, mà chúng ta biết là cái xăng chúng ta còn bao nhiêu và tốc độ hiện nay chúng ta chạy bao nhiêu chẳng hạn. Đấy, nó thể hiện tất cả thứ trên này. Check audit log là cái tính năng quan trọng liên quan đến security. Anh sẽ vào nhanh, chúng ta vào trong setting. Audit log là chúng ta biết là ai làm cái gì trong hệ thống của chúng ta. Cái audit log này thì và quyền nhé, với cái quyền admin ấy, các bạn sẽ biết rằng là các bạn cho phép ai xem nhé. Ví dụ như bạn chỉ cho admin xem và một người nào đó supervisor, để cho ví dụ bạn nào phụ trách về bảo mật công ty xem ấy. Và đây này, như các bạn biết là ông này vừa cập nhật cái potential tên là cái này, đúng không? Vừa tạo một cái potential name, tạo một cái name và là convert một cái list. Tất cả những thao tác mà chúng ta từng cái thao tác một chúng ta làm việc á, nó đều lưu log vào trong này. Ok, ví dụ như tạo một cái portal name là như thế này, nó được log vào ngày 18:30 bởi cái người tên là cái này vào cái ngày mùng 2/4 à như này. Ok, như vậy bạn kiểm soát được cái hoạt động của doanh nghiệp. Cho nên đối với cả Zocm nó mọi thứ nó được ghi log á. Trên các bạn sale hoặc các bạn project, thậm chí các bạn marketing ấy, các bạn ấy muốn sửa lại số liệu cho dù là vô tình hay là cố ý ấy, thì nó đều ghi log, cho nên là anh em không có lo ngại về admin trong vấn đề quản trị. Đó, sao cái anh chưa hiểu sao cái video cái camera của anh được bật, ai không biết ai bật, ai nghịch bật cái camera của anh lên nhỉ? Để xong không nhá. Thành chú Thành và Tuyến, bật Thành với cả Tuyến, Thành với cả Tuyến bật micro lên, bật micro chú trao đổi. Thành cháu copy cái link của live stream ở đây.
copy cái like, copy link của live stream. Cả Tuyến đấy nhé. Lần sau nếu như có khó khăn thì các bạn dừng lại mình ngay nhé. Vũ dừng lại ngay nhé. Đừng để nó di chuyển, đừng để mất thiệt. Các bạn xem live stream. Thành copy link của live stream vào trong trong đây. Trong chat này. Xong. Vũ, Thành, Vũ, các bạn lưu ý nhìn nhé. Khi chúng ta dùng cái live stream, chúng ta dán vào đây này. Chúng ta dán vào trình duyệt của chúng ta này. Chúng ta xem. Đấy, một xíu. Đúng không? Các bạn vẫn xem được những cái hình mà chú đang demo xem ở trên hệ thống. Nó chỉ chậm lại một chút thôi nhé, và vẫn nghe được tiếng. Các bạn, tất nhiên internet hơi chậm thì chịu khó đi nhé. Ok chưa? Ok nhá. Đấy các bạn nên thế, chú sẽ đóng lại để không để nó đỡ tốn mang thông ở nhà. Mà chúng vào Audilux thì như anh trình bày đúng không? Chúng ta chỉ bấm vào đây thôi. Đây là vấn đề kiểm, chúng ta set setup data administration vào Audilux đúng không? Thì phần macro nó thực ra là chúng ta tập hợp một loạt các công việc, ví dụ như là chúng ta khi có một điều kiện muốn là một cái hành động là một cái trường chẳng hạn, một cái test, tức là tạo ra một tập hợp các cái công việc, chúng ta tạo ra và một tập hợp các công việc liên tục xảy ra để làm cái việc như vậy. Chúng ta cần ta vào list này, hôm nay sẽ làm lại. Ta vào nhớ là phải vào từng list cụ thể nhé. Chúng ta thấy một cái macro đây được, hoặc là trong bấm đây được, nó có đây, chạy macro đâu đây. Rồi cho ta chọn mấy cái đi, chạy run macro nhé. Nếu chú bấm vào đây, kịch bản 4.2 nó chạy ngay, chú không muốn gửi thư lên, chú cho manage macro, tức là chú tạo lại hoặc cái new. Cái này rất là quan trọng. Cực kỳ nhiều cái công việc mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, chúng ta tạo một cái. Thế là chúng ta bấm một cái thôi, vì sao chúng ta chỉ chọn nó bấm một cái nó chạy đây đúng không? Khi mà có một cái việc này được xảy ra, chúng ta chạy một cái, gửi một cái email này. Sau đó chúng ta cập nhật cái trường rating là exit này. Và sau đó chúng ta dán cái công việc gọi điện thoại follow up này cho một ai đó đúng không? Thế sao? Đây. Và tất cả những gì chúng ta cần làm ấy, là bây giờ đối với cả list nào hoặc là contact hoặc cái gì đó, chúng ta cần làm 1 này, 2 này, 3, thậm chí ví dụ như đôi khi chúng ta chọn hết cả 100%. Đúng không? Sau đó chúng ta cứ bỏ bớt này đi. Đây cách chọn tùy các bạn cái tip này. Bỏ bớt, tức là những cái này chúng ta không chạy. Sau đó các bạn bấm chọn macro này và chúng ta sẽ, thì ngay lập tức tất cả những công việc này được phải chạy. Thì nó cái việc đó nó cũng liên quan đến việc tạo ra macro và thực hiện hàng loạt các cái thao tác trên những bản ghi trên chúng ta xong phần 7. Ok, ví dụ như là mass transfer, mass delete, mass update, mass convert, mass tag, một loạt công việc như này. Nó là cái gì các bạn có thể dùng Google các bạn translate sang, nhưng mà đấy là hàng loạt công việc chúng ta có thể thực hiện. Và further resource, các bạn có thể vào những tài nguyên tiếp theo các bạn có thể làm. Bằng cách này chúng ta đã xong phần đầu tiên trong cái bài giảng của onboarding. Bài 1. Bài 1 này nó bao gồm phần 1 introduction CM, nó bao gồm 1 là onboarding, phần 2 là sales cycle, là những concept và implementation trong CM. Và những link, anh bấm vào cái link trước. Các link này ví dụ như là company setting thì chúng ta bấm vào đây. Salesforce automation module thì chúng ta bấm vào đây. Edition CM template chúng ta bấm vào đây. Và getting started chúng ta bấm vào đây. Ok,
tức là tài liệu cho từng cái phần module một rất là cụ thể và đầy đủ, cho nên anh không đi quá sâu vào nữa. Phần một của hai phần là như vậy, là onboarding và sales cycle concept and implementation. Phần hai tương tự liên quan đến organization setting và account security, nó bao gồm các cái tài liệu về organization setting và account security. Tất cả những việc đó nó tương đương với việc chúng ta bấm vào tab, chúng ta bấm vào user control, thì nó sẽ liên quan đến company detail là một và security control là hai. Ok, thì ta lại vào profile, role, data sharing, role mail đây. Các bạn có thể download tài liệu về, nó mới chục trang ấy, các bạn tham khảo, hoặc là bấm vào document link này này. Setting thì chúng ta bấm vào đây, đặt allow để cho phép những địa chỉ IP nào được phép sử dụng app hoặc là sử dụng máy tính ấy, hoặc di động ấy, đặt mới được quyền truy cập vào CM công ty, chúng ta bấm vào đây. Tương tự user management and data sharing, ta lại vào cái ví dụ đây nhìn cho nó dễ, thì nó bao gồm làm sao mà tạo được role, làm sao tạo profile, làm sao được user field and com, tạo ra các trường tùy biến ấy. Data sharing, các cái level sharing, tức là chia quy tắc chia sẻ bản ghi theo từng mức độ, ví dụ như là admin được nhìn gì, sale được nhìn gì, CEO được nhìn gì, và những bạn thực tập được nhìn cái gì, và territory management, những tất cả những thứ này về territory management các bạn bấm vào đây, nó sẽ ra đường link cụ thể của CM giới thiệu rất là chi tiết. Bước 1, bước 2, bước 3, overview là gì, định nghĩa là gì, tài liệu tải về là gì, được truy cập và ai là những người được truy cập về nó, lợi ích của các bạn là gì, và toàn bộ thông tin nằm ở đây. Như vậy các bạn có thể dùng Google Translate, các bạn dịch toàn bộ các bạn này ra để tham khảo. Và cái tài liệu, để thay vì việc mà nó viết từng phần nhỏ này, họ đã viết thành một cuốn sách như là chúng ta vừa trình bày. Ok chưa? Tiếp theo, automation. Tất cả những gì mà automation, ví dụ như là a handbook or workflow rule. Phần 5 là customization, liên quan đến tùy biến, các cái tầng tùy biến, các cái khung tùy biến. Automation thì các bạn vào setup đúng không? Toàn bộ phần workflow rule hay là schedule hay là action, assignment rule, key escalation, scoring rule, marketing attribution, segmentation, toàn bộ automation người ta viết ở đây. Toàn bộ phần customization ở đây. Tất cả những công việc đã có một cuốn sách viết rất đầy đủ trong module customization ở đây. Cũng tương tự như là template customization, những tùy biến khung á, tùy biến template là như email hay là memup á, thì các bạn cũng đã biết nó vào rồi đúng không? Trong customization chúng ta chọn template. Trong template có email template, inventory template, memup template đã được viết trong cuốn sách này. Tiếp theo liên quan đến process management, nếu liên quan streamline do business with blueprint, thì process management các bạn vào setting, các bạn vào process management, ở đây nó có blueprint, có approvals process, có review process, có C3 là catalyst, là cái buổi cũng là một trong cái phần các bạn trình bày rất là thuyết phục. Thì toàn bộ những cái tài liệu đã viết ở trong này theo cái bước cụ thể, các bạn xem Google Streamline Your Business, đây là blueprint này, approval process management này, và tài liệu cho hai việc này nó nằm ở ví dụ blueprint, các bạn click vào đây, approval process, các bạn click ở đây, và mỗi khi các bạn click nó giống cái territory mà anh vừa trình bày ấy. Nó đều đưa ra một đường dẫn rất cụ thể. Trong đường dẫn này nó có video, nó có download tài liệu về, đúng không? Building block blueprint, design blueprint, executive blueprint, complete personal blueprint. Tất cả những việc này bạn chỉ cần theo nó, dành thời gian, các bạn đọc nó, các bạn sẽ thấy rất là dễ. Ví dụ blueprint personal, các bạn bấm vào đây, xong hay let's begin, là làm thế nào setup được cái new blueprint, làm sao mà định nghĩa được cái process flow, làm sao được cấu hình được cái transition. Về blueprint nó sẽ có trạng thái,
và transition, đúng không? Stage và transition nó có hai cái thôi. Và let's begin thì Zoho đã có một bước rất là cụ thể giới thiệu các bạn để mà làm như vậy. Bước 1, bước 2, bước 3 này, như này. Scenario như này, lead qualification chẳng hạn phải làm như này, develop phải làm này, process management phải làm này. Nó gọi là stage and transition là cái quan trọng nhất trong Blueprint. Tất cả mọi thứ đều được hướng dẫn rất cụ thể với tài liệu rất cụ thể trong link này và nó được đặt trong cái tài liệu chúng ta ở đây. Phần 8 là multi-channel communication. Toàn bộ multi-channel communication tất cả các bạn có thể tìm trong channel ở đây. Chúng ta đã đi theo qua phần email, chúng ta đã biết tích hợp với social, chúng ta đã biết về sales signal là cái như là chúng ta anh đang nói chuyện là đây. Ví dụ chúng ta chưa cần biết là cái gì xảy ra trong toàn bộ suốt ngày vừa rồi, tuy nhiên khi ta bấm vào đây anh sẽ biết được là có một cái hành động là anh Hùng anh đã mở cái email mà anh gửi hôm qua ra, hoặc ngày 11 tháng 10 năm 2009 có một anh bên AIC mở email của anh, hoặc là ngày 2 tháng 10 năm 2019 có anh bên America Learning Lab đã mở một email đó của anh. Nếu anh quan tâm anh bấm vào họ, anh biết cái nội dung mà anh ấy mở email là cái gì ở đây, và anh biết là cái contact của anh ấy là email là cái gì. Nếu có mobile phone tất cả mọi thứ ở đây và anh có thể làm việc với anh ấy, anh bấm click vào cái thông tin của anh ấy, và anh có thể làm việc với anh ấy luôn. Ok, đấy là phần multi-channel communication. Các bạn mở sách ra và các bạn xem đầy đủ tài liệu. Thực ra cái bài học này nó là cái phần mà rất là chi tiết toàn bộ những gì chúng ta học trong 3 ngày. Trong 3 ngày của tuần đầu tiên, tháng 4, được phân thành 9 mục khác nhau. Và trong cả 3 ngày đó đều có ghi chép lại. Cũng phần 9 là Data Administration thì chúng ta vừa học hôm qua. Đúng không? Clip của anh Hùng lúc ấy bấm thì nó vào đây rồi. Khi vào đây thì ra màn hình list và các bạn chắc chắn bây giờ các bạn vào màn hình list các bạn quen đây, ví dụ có một email. Ngoài ra nếu anh có yêu cầu hỗ trợ gì không thì nó ở đây. Các cái social của anh ấy nếu có thì nó ở đây. Anh đến thăm website tình hình như nào nó ở đây. Ta vào phần setting. Ta phần data administration. Là phần chúng ta làm qua. Nó gồm có import dữ liệu, export dữ liệu. Như trình trước khi chúng ta nghỉ hôm qua, mình trình nó data backup, chúng ta phải backup toàn bộ. Chúng ta backup toàn bộ cái dữ liệu của chúng ta ra bên ngoài để tránh ví dụ như là hệ thống của Zoho nó bị sao chẳng hạn. Chúng ta hơi kiểm soát được, chúng ta có thể kiểm soát được là hiện nay chúng ta lưu trữ như thế nào. Ví dụ như là chúng ta được 10GB lưu trữ, nhưng mà chúng ta đã đến 10MB lưu trữ, 10GB lưu trữ và chúng ta đã lưu trữ đến 10,3MB rồi. Và như vậy chúng ta còn hơn 10GB nữa chúng ta lưu trữ. Đã sử dụng các module nào, đúng không? Ví dụ như trong text chúng ta đã sử dụng lần này, trong list chúng ta sử dụng lần này. Rất là chi tiết. Và một trong những thứ mà chúng ta recycle bin là cái phần xóa những cái gì chúng ta xóa có ấy, thì nó lưu ở trong này và bao nhiêu lâu thì nó tự xóa đi. Và chúng ta vừa học xong phần audit log ở đây. Tất cả những cái phần mà chúng ta đào tạo được viết một cách rất cụ thể cho phần data administration ở đây. Như vậy anh đã đi xong 9 phần cơ bản gồm introduction, organization setting và availability, user management and data sharing, automation, module customization, template customization, process management, multi-channel communication, data administration, và chúng ta đi vào nốt phần 10 là practice ở đây. Toàn bộ những cái tài liệu kia anh đã chia sẻ rồi. Trên cái phần 10 là các bạn sẽ vào nó cũng tương tự mà tải về thì rất dễ. Nếu bạn nào chưa có account để tải về thì các bạn liên lạc với cả Vũ nhé, Thành nhé hoặc Tuấn Anh nhé, trong nhóm ấy, các bạn sẽ gửi đường link. Toàn bộ những cái tài liệu có sẵn anh đã chia sẻ và hôm qua anh đã share thêm một cái nữa, một tài liệu nữa là mục 10 và chúng ta sẽ mở nó ở đây ra. Anh nghĩ rằng khi chúng ta mở mục 10 này ra, exercise for practice này, với những người mà còn đủ tỉnh táo ấy, dễ thở
phào một cái, bảo wow, thế là xong. Đúng không? Phần 10, CRM training course for administration, administrator exercise. Phần 1, một cái tiêu đề rất đẹp, đúng không? Đối với tất cả các bạn như ở đây, anh thấy anh ấy có hai bạn là bạn Hằng và bạn Giang á. Cứ theo tài liệu này, thuê anh được, ví dụ thuê anh thì anh sẽ trả cho em khoảng độ 2.000 đô. Còn thuê các bạn sinh viên mùa dịch sang tiếng Việt thì có thể nó rẻ hơn, các bạn sẽ lấy 1.000 đô chẳng hạn. Thì hoặc là thuê các bạn sinh viên 2.000 đô, các bạn ấy sẽ lấy 2.000 đô, các bạn ấy xong là bạn đưa cho anh 1.000 đô, trả cho anh ngồi dịch cái này ra sang tiếng Việt. Hoặc là bản thân các bạn cũng tự dịch sang tiếng Việt bằng Google Translate. Các bạn sẽ thấy rằng là tài liệu nó gồm tạo user role and profile, chúng ta đã học content đấy, bài thực hành mà. Tạo organization setting, chúng ta đã học. Tạo communication channel, chúng ta đã học. Anh bắt đầu dịch sang tiếng Việt cho nó dễ hiểu nhé. Tạo vai trò này, tạo profile, tạo người dùng này. Các cái thiết lập dành cho doanh nghiệp này, cần phải làm này. Các cái kênh liên lạc cho doanh nghiệp, email, social, chat, sales signal hay là điện thoại. Các bước tùy biến cơ bản, các bước tự động hóa, các bước tùy biến nâng cao và các bước quản trị dữ liệu. Toàn bộ cái tài liệu này 24 trang và bây giờ là 16:33. Khi mà nhìn vào cái phần này, ngay trang đầu tiên thôi, rất nhiều người sẽ thở phào ngay vì gọi là hello, say hello to Jaiker Communication. Hãy nói xin chào đối với Jaiker Communication, bởi vì toàn bộ các tài liệu này chúng ta đã ôn luyện trong 2 ngày trong tuần vừa rồi. Chẳng qua nó được thiết kế có màu mè và được định nghĩa một cách rõ ràng hơn thôi. Ví dụ, user role and profile, nói một cách khác đi, cái thời gian để luyện tập bài này nó mất khoảng 20 phút. Toàn bộ những cái phần học từ bài 1 cho đến bài 9 ở đây, bài 9 ở đây, thì bài 10 là phần tổng kết lại. Ví dụ họ đang yêu cầu user role and management, các bạn sẽ biết là nó là phần 3, các bạn sẽ bấm vào đây, đúng không? User role profile nó là phần 3 của bài này. Phần 3 bài này thì các bạn biết rằng là có link for document đây rồi. Các bạn bấm vào đây, các bạn có tài liệu mang về rồi. Nó giống cái phần 1 mà anh đã download đấy. Thì ví dụ như làm sao tạo một cái role mới. Role là vai trò vị trí đấy. Profile mới. Ai được phép xem cái gì, sửa cái gì, làm ai được phép làm cái gì. Tạo ra user field. Tạo ra một cái trường user mới với cùng chủ quyền. Cùng ví dụ như là trong deal chẳng hạn, nó có một cái dự toán cho dự án chẳng hạn ấy. Ví dụ như là dự toán vụ này khoảng độ 10 tỷ, 15 tỷ, khoảng 5 tỷ chẳng hạn ấy. Thì lúc đó mình chỉ share cái, mình tạo ra cái trường đó trong cái form của deal, nhưng mà mình chỉ share cho CIO và CEO thôi. Và người phụ trách sale manager của cái deal đó thôi chẳng hạn. Ví dụ đấy gọi là co ownership. Tạo data sharing rule, tức là đối với một cái dữ liệu thì ai được phép cùng xem, cùng sửa hay thế nào. Record level sharing, tức là đúng cùng một cái bản ghi thì chúng ta chia sẻ như nào. Và territory management là chúng ta có thể chia, đối với một doanh nghiệp chúng ta có thể chia các vùng miền như là miền Bắc, miền Trung, miền Nam thế nào. Từng cái một nó đều có click here rồi. Như vậy tài liệu cho phần bài 1 về user role profile rất là rõ ràng và được chỉ rõ ràng trong mục 3 của bài học. Trong Zostat. Tiếp tục. Và đây là bài tập nhá. Role hay đúng không? Các bạn thấy cái phần bài tập hôm trước trong tài liệu của hãng ấy, nó không được rõ ràng như này đâu, nó không được đẹp như này đâu. Thì chúng ta phải tạo role cho CEO này, một account manager cho USA, một account cho manager cho, các bạn nhớ rõ là India nhé, đúng không? Từ India thì nó có cái intern, tức là sinh viên thực tập ấy, hoặc là người thực tập cho India. Mỹ có intern thực India, và các bạn biết rõ là trong India này, trong cái intern này, cái role của họ được xem cái gì, không được xem cái gì, đúng không? Trong này. Tiếp theo, organization setting. Thì có nhập dữ liệu, các bạn nhìn đúng cái số này đúng không? Số lượng người. Và anh em chú cháu mình đã từng copy cái địa chỉ này vào trong
làm rồi thì toàn bộ cái phần đó chúng ta đã biết đối với trong CRM. Chúng ta bấm vào đâu rồi? Anh làm chậm lại, cố gắng làm chậm lại để các bạn hình dung cho dễ. Vì chúng ta còn khoảng 20 phút nữa chúng ta nói nút phần này. Bao giờ vậy đúng không? Và hy vọng là internet nó chạy ok. Chúng ta vào setting. Cứ nhắc đi nhắc lại, lần đầu tiên nghe nó rất khó, kể cả tiếng Anh hay tiếng Việt. Lần thứ hai chúng ta nghe tiếng Anh hay tiếng Việt chúng ta nghe quen dần. Lần thứ ba chúng ta biết chính xác là ông này, ông ấy nói cái gì thì vào đâu. Vào company detail đây. Trong yêu cầu bài tập, đúng không? Và chúng ta nhập những thông tin này. Company detail này. Fiscal year là năm tài chính này. Giờ làm việc của doanh nghiệp này. Loại tiền tệ doanh nghiệp dùng. Thì trong cái bài tập chúng ta đã nhập là đồng đô la Mỹ và đồng ruby của Ấn Độ. Sau phần 1, phần tiếp theo liên quan đến 20 phút là communication channel. Thì chúng ta đã biết communication channel nó nằm ở communication, multi-channel communication ở đây. Bây giờ trong CRM, nó gọi là omni-channel đấy. Có tài liệu ở đây, có link ở đây rồi. Tiếp tục, và đây là các bước các bạn cần làm đúng không? Setup như này, bước 1, bước 2, bước 3, hướng dẫn rất là cụ thể. Phần basic customization cùng tạo field mới trong lead information tạo trường này, kiểu trường này và kiểu dữ liệu này, kiểu tên trường, kiểu trường, giá trị của trường, tương tự như vậy, tên trường của trường, giá trị của vậy. Sau khi tạo xong chúng ta thay đổi cái trường ID là unique field, tức là không được trùng lập. Thiết lập cái trường service interested in là gọi là require, bắt buộc. Thêm một cái tip tool tip, tức là một cái dòng chữ hiện ra mỗi khi người dùng trỏ vào cái dòng kia này với là cái nội dung như thế này. Tất cả những việc này chúng ta làm xong trong cái phần layout đúng không? Customization module. Chúng ta làm tất cả mọi thứ trong module list đúng không? Và chọn layout. Ok. Sau khi layout chúng ta lại vào cái màn hình kéo thả như này, rất là dễ dàng sử dụng. Rất dễ để thêm một trường vào, rất dễ để bớt một trường đi, rất dễ để thay đổi tên trường. Như cái phần đầu tiên của cái welcome on board ấy, là người ta lấy một cái ví dụ là một trường đại học thì người ta sẽ thay đổi các tên trường hiện nay thành những cái ngôn ngữ của người ta. Làm sao cho dễ hiểu đúng không? Tất cả những việc chúng ta phải làm là chúng ta kéo một cái tên trường ra, đặt tên cho nó và thay đổi nội dung ở đây. Nên chúng ta xong cái phần multi communication xong cái phần chuyện thêm trường, sửa trường, bớt trường này, custom gọi là basic custom, basic replace này, phần basic customization, map dependency này, tức là một trường nọ thì sẽ liên kết đến trường kia. Bài tập đã viết rất rõ trong này rồi. Cũng như là edit state probability mapping, thì đây là một cái ví dụ là một cái state, một cái dòng trạng thái trong cái new, trong cái module new á. Module new là cái module đơn hàng hay là trong cái hệ thống của anh bây giờ là cái potential đúng không? Thì cái state trong một cái potential này nó theo cái trạng thái là nó theo cái hướng là 30%, 40%, 70%, 80%. Ở đây trường hợp là 1 2 3 4 5 6 7 8 trường hợp, 8 trạng thái thì lên là 100%, nhưng đối với mình chỉ để khoảng 3 hoặc 6 trạng thái là đủ. Và chúng ta đã biết là làm sao chúng ta vào được đấy rồi. Đúng không ạ? Chúng ta cũng đã học cái cách mà tạo ra một cái email template rồi và làm sao mà gửi đi lên. Template thì quan trọng là ngoài nội dung thì chúng ta phải chèn được các cái trường thông tin có sẵn trong CRM vào tương ứng. Cũng như chúng ta đã học cái cách gửi mass email. Chúng ta đã học cái cách gọi là main mug, tạo ra main mug rồi. Và phần tiếp theo liên quan đến automation là buổi ngày hôm qua. Đúng không? Cùng có làm sao tạo là list assignment rule. Automation thì chúng ta sẽ học về automation, tìm automation ở đâu đây? Đây, 4, đúng không? Có handbook. Tức là chúng ta đây là phần bài tập. Và đây phần hướng dẫn. Sách giáo khoa, đây là coi như là phần sách giáo khoa. Đây là phần bài tập về nhà. Đúng không? Để trong sách giáo khoa thì ngoài phần viết sách giáo khoa rất là cụ thể ra rồi thì để có phần link liên quan đến sách giáo khoa đó chúng ta tìm ở đâu? Cho nên chúng ta đi nhanh phần automation này. List assignment rule 2 là workflow rule. Đúng không?
quy tắc gắn, quy tắc gắn gắn list, quy tắc đặt 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 quốc đặt, đặt đặt quy tắc là đặt đặt được đặt các quy luật của công việc. Với điều kiện này, nếu ít và điều kiện này thì thực hiện điều này. Đấy, công việc ở workflow rule là như vậy. Sau đó macro có nghĩa là chúng ta ví dụ như là khi mà chúng ta đóng được một cái contract lại với một khách hàng ấy, thì cái account manager tức là người phụ trách khách hàng đó phải nhá, ngay lập tức gửi một email về cái điều khoản và điều kiện đến khách hàng đó. Và ngay sau khi gửi cái email, cái email được gửi đi thì họ sẽ phải update cái trường là TNC status này thành đã gửi, đúng không? Thì như vậy chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái trường mới, đây là phần hint, đúng không? Chúng ta phải tạo mới, chúng ta send được email là một này, là tạo cái macro để send được một này. Hai là update cái trường này, thì cái mẹo là chúng ta phải tạo, bởi vì trường này nó chưa có, chúng ta phải chưa có cái template này, chúng ta phải tạo cái template này. Chúng ta phải tạo thêm một cái trường mới tên là TNC status, và với cái nội dung của nó là not send, send, accepted, decline và unhost. Ok. Sau đó chạy chạy tạo cái trường đó để chạy macro, chúng ta xong. Scoring rule là nó đánh giá là một ai đó làm việc cái gì thì được bao nhiêu điểm ở trong cái list, gọi là đánh điểm cho list ấy. Bằng cái việc đánh điểm cho list ấy. Ví dụ như là với trong cái list source là trong cái phần cái nguồn mà có cái list này ấy, nếu như từ do từ nhân viên của mình hoặc là đối tác gửi đến ấy, thì họ được cộng thêm 15 điểm. Còn nếu cái list này ấy, bởi vì cộng 15 điểm bởi vấn đề mình doanh nghiệp, người ta thấy rằng là cái nhóm này là nhóm tiềm năng. Còn nếu chỉ là do anh em gọi điện rác, gọi là gọi rác hay là gọi Google thì chỉ cộng thêm 3 điểm thôi. Bằng cách đó chúng ta sẽ biết rằng là đánh giá điểm và chúng ta sẽ có chính sách cộng điểm. Hôm qua Trình cũng đã trình bày cái phần 5 và phần 6 liên quan đến email workflow rule và social workflow rule với những công việc cụ thể. Ví dụ như là nếu như một cái email được gửi đến có chứa dòng chữ là social media marketing thì thêm họ ngay lập tức vào trong list chứ không phải approve nữa. Bằng cách này chúng ta sẽ tự động hóa được trong toàn bộ quy trình của ta cách nhanh chóng. Tương tự với social, ở đây hiện nay Trình đang chạy ví dụ anh em chạy cái digital marketing trên Facebook ấy. Ví dụ mỗi khi người ta like thì ngay lập tức mình làm sao mình phải test được người ta một cái hệ thống, một cái chương trình like thì có thể khoảng 500, 1.000, 2.000 ấy. Thì Trình làm sao sau cái bài này Trình ép được cái social like với cả like và post này, comment vào trong cái chương trình mình ấy. Đưa luôn vào trong CM mình nhé. Đấy. Ví dụ như là một ai đó gửi một cái message trên Twitter thì thêm họ vào trong list, ở trong CM. Hay nếu ai đó mention trong tweet thì thêm vào trong list. Cái này các bạn hình dung là ví dụ như đây là hy vọng là nó sẽ chạy nhanh. Ủa, mình có một trang này rất là dễ làm. Đây. Cái này mà mình chưa làm nhưng mà cái việc này chúng ta nên tích hợp vào. Các bạn thấy rất rõ ràng trong inbox này. Đây là trang quản trị nhé. Rất nhiều người ta quan tâm, ví dụ Tommy Kha chẳng hạn. Khi người ta làm được như này, toàn bộ công việc này nó phải convert được sang một cái ticket. Hoặc là khi người ta thanh bạn xong một cái thì toàn bộ cái giao diện này, toàn bộ cái nội dung và cái thông tin của người này nó sẽ phải được chuyển đổi thành một cái list trong CM. Đúng không? Đấy, đây là direct message thì trong Twitter, nhưng direct message mình dùng Facebook nhiều thì mình phải add vào trong CM. Thì đấy là cái lợi ích của việc mà thêm một cái rule trong social mục 6. Mục 7 chúng ta cũng trình hôm qua và trình bày là streamline business process with blueprint, đó là trong automation đấy. Ok. Thì nó bao gồm các đầu mục này trong mình, người ta vẫn làm trong cái module deal nhé. Như các bạn vừa để ý trên cái đề bài trên kia ấy. Và đặt các cái trạng thái nhé, gọi là stage. Trong blueprint các bạn quan tâm đến hai phần. Blueprint nó có từ khóa là stage và transition. Thì đây là các stage hay là các đầu công việc cần phải làm, đầu mục các công việc quy trình cần phải làm. Và Trình đã trình bày hôm qua. Automation có process, approve process. Công việc các bạn nếu như discount ví dụ lớn hơn 10% thì phải yêu cầu approve từ CEO, phải xác nhận từ CEO. Trong cái discount thì định nghĩa nó theo các trạng thái như này. Và nếu như mà từ chối thì định nghĩa nó theo trạng thái như này.
Đây là approval process. Tất cả những gì các bạn cần làm, các bạn vào setting, chọn automation, process management. Các bạn vì bấm nhiều quá máy tính nó treo luôn. Mình vào propane hay là process này, approval process, quy trình chấp thuận, tạo new approval ở đây và theo các yêu cầu. Thì hôm qua là bài trình đã trình bày. Các bạn theo đó. Nó 8. Earthbound customization, tùy biến nâng cao. Phần này lát nữa chúng ta sẽ làm. Nếu anh sẽ bỏ qua, nếu như chúng ta có thời gian. Đúng không? Anh thì bác đề xuất là Trình hoặc Vũ sẽ trình bày phần này nhé, bởi vì nếu chúng ta có thời gian. Bởi hôm qua chúng ta nó chưa có thời gian, chúng ta bỏ qua. Ta tạm thời bỏ qua đã. Có 5 phần. Và phần tiếp theo đó là data administration, phần quản trị dữ liệu. Quản trị dữ liệu, chúng ta sẽ tìm vào quản trị dữ liệu. Và phần 9 trong này. Ở đây cũng có một cuốn sách hướng dẫn rất là chi tiết. Đồng thời với quản trị dữ liệu là document management. Ví dụ data migration. Migration là cái nhập dữ liệu từ hệ thống khác như thế nào. Làm sao mà có thể loại bỏ các trung lập về dữ liệu trong cái CM. Làm sao chúng ta import data, làm sao chúng ta export data, làm sao chúng ta audit data. Toàn bộ những phần này chúng ta đã trao đổi từ cả từ chiều hôm qua, từ buổi hôm qua, buổi thứ hai cho đến hôm nay. Toàn bộ những phần đó thì phần sách giáo khoa, anh em gọi tắt là phần sách giáo khoa nhé, đã nằm ở data administration đây rồi. Và các đường link sách giáo khoa ở đây. Phần 10 là chúng ta đang làm ở đây. Như vậy, anh em đã cơ bản đã xong được 9 phần trong exercise. Mà mục tiêu là theo giờ chúng ta đến 5 giờ chúng ta dừng lại buổi này. Ok, update and record. Tìm và merge là trộn các record vào với nhau. Loại bỏ các bản ghi trùng lập trong list. Tìm những record có dựa trên những tiêu chí cơ bản. Cập nhật hàng loạt record bản ghi. Chuyển đổi hàng loạt các bản ghi. Email hàng loạt. Convert hàng loạt các bản ghi. Đây là 10 phần trong data administration của cái phần trang này. Các bạn hoàn toàn có thể in cái tài liệu này ra. Khoanh tròn, dùng bút khoanh tròn những phần mà các bạn không hiểu. Việc của nhóm hỗ trợ sẽ giúp các bạn. Hãy vào lại Josephat. Khi các bạn khoanh tròn lại phần các bạn không hiểu, chúng ta sẽ vào phần online training này. Chúng ta sẽ nói cái phần đó nó sẽ vào phần 1, phần 2 hay phần 3, hoặc là live stream của bữa 1, bữa 2, bữa 3. Chúng ta đã ghi lại toàn bộ phần đào tạo của hãng lẫn phần live stream của bản thân anh em mình rồi. Chúng ta sẽ biết là các bạn có thể tham khảo nó từ phút nào đến phút nào tại đường link nào. Cũng như các bạn có thể tham khảo cái tài liệu ở chỗ nào, bài đọc. Như vậy là anh xong nhiệm vụ của việc chúng ta cùng nhau luyện tập cái bài về Zoho Administration ngày mục tiêu ngày hôm nay. Zoho Administration có. Các bạn để hình dung về tiền ấy, mỗi một người để mà trải qua được quá trình 3 buổi hãng đào tạo là chi phí là tương đương $690, không bao gồm 2 buổi, mà không bao gồm 3 buổi mà chúng ta luyện tập, và 3 buổi bằng tiếng Anh, 3 buổi bằng tiếng Việt. Như vậy mỗi một bạn, nói chung là rẻ nhất là các bạn phải trả $690 thì mới có được cái nội dung mà chúng ta làm ngày hôm nay. Anh nói thế để đối với cả các cái nhóm anh em là khách hàng ở đây ấy, thì các bạn phải biết rằng chi phí trả lại để doanh nghiệp phải trả dự kiến là bao nhiêu tiền. Còn đối với anh em làm tư vấn và triển khai thì dự kiến chúng ta sẽ phải thu bao nhiêu tiền của khách hàng, cũng như chúng ta phải bỏ bao nhiêu công sức ra làm những công việc như nào đối với bên khách hàng thì mới hoàn thiện được. Và cũng theo bước 1, 2, 3, 4, 5 như thế này.
Và các bạn thấy rằng là đối với Zoho, nếu như các bạn tự học bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 với tài liệu nguyên si như này là bản miễn phí, cũng như các bạn tự luyện tập là hoàn toàn miễn phí. Nhưng các bạn có gọi là interactive training ấy, có cái đào tạo mà tương tác như mà chúng ta có mấy buổi vừa rồi ấy, thì chúng ta chi phí chúng ta phải trả như nào? Thì anh đề xuất là bây giờ là cũng theo kế hoạch là 16:52 là coi hết giờ. Anh có câu hỏi, mọi người có câu hỏi thì chúng ta đặt câu hỏi ở đây. Nếu các bạn còn nửa tiếng nữa mà các bạn muốn đi theo phần advance thì anh có đề xuất là chúng ta có 5:1 đồng ý. Và anh đề xuất là có một bạn đứng ra trình bày phần advanced customization, tức là phần bonus thêm trong buổi hôm nay. Ok chưa? Các bạn nghe rõ không ạ? Phần trình bày của ta là hết nhé. Mới có 3:1. Lâu nhỉ? Mới có 4:1. Cả nhà còn đấy không? Cả nhà còn đầy đủ đấy chứ? Anh có một đề xuất là một là chúng ta đi vào Advanced Customization, hai là chúng ta dùng 40 phút tiếp theo. Bởi vì Advanced Customization ấy, phần tùy biến nâng cao nó sẽ mất 40 phút. Nhưng mà hay là chúng ta dùng 40 phút chúng ta làm cái phần này. Anh đề nghị anh em assessment luôn và bài thi luôn, bởi vì anh có 2 lần thi, anh trượt lần này thì anh cũng còn lần sau nữa. Các bạn cho ý kiến học tiếp hay làm bài thi. Bật hết mic nha, bây giờ bật hết mic nha. Nếu chỗ nào mình nhiễu thì các bạn các bạn trao đổi đi, và bây giờ dùng voice được rồi, học viết hay làm bài thi. Để tí micro lên cho nó. Sao học tiếp vậy? Yếu quá, cả hồ yếu quá. Để tí ai có camera để lên camera lên tí nhỉ? Nó vui. Để camera. 16:10 chúng ta quyết định nhá. Hoặc là chúng ta học tiếp, học chúng ta làm bài thi 16:10 nhá. Cả hai trường hợp cũng là buổi hôm nay chúng ta bị kéo dài thêm một tiếng. Bởi vì kế hoạch chúng ta làm bài thi vào buổi tối nay. Học viết hay làm bài thi? Sẽ lấy mẫu thụ lên nào. Mẫu thụ lên đây nào. Sao? Nhưng sao? Nhưng mà anh em còn lại, các bạn còn lại sao? Vui, cháu gọi các bạn còn lại đi. Cháu ngủ gật hết rồi. Book from home ở chỗ này đấy. Và các bạn còn lại xem, Yến sao? Học viết hay làm bài thi? Một ý kiến là học viết. Nhanh, phản đối nhanh. Học viết hay làm bài thi? Học tiếp như nào? Học tiếp là các bạn customer được chuẩn đấy, thì đến nâng cao ấy.
Earthbound customization. Data enrichment và customization. Earthbound customization. Các bạn đưa ý kiến nhé tất cả các bạn. Còn hai bạn là hai bạn có bốn bạn nữ rồi này. Anh nhìn thấy trong cái sách mình có bốn bạn nữ. Hãy đề nghị bốn bạn nữ lên tiếng. Hoặc là chat hoặc là chat hoặc là có ý kiến. Earthbound customization nó bao gồm kế hoạch là 30 phút tạo một cái page layout để quản lý nhiều service này trong một module này. Là một này. Hai là chuyển đổi lead dựa trên cái layout, tức là bởi vì nó có nhiều layout khác nhau thì phải chuyển đổi lead trên từng layout là hai này. Ba là workflow based trên layout, tức là bởi vì bây giờ nó có nhiều layout, nhiều cái mà mình trình bày khác nhau nên là tất cả mọi người phải chạy theo cái layout khác nhau. Workflow của based trên layout là ba. Tạo cái platform để escalate item trên module là bốn này. Tạo cái cluster inside module using conditioner. Khi mà tạo một cluster inside, tạo một cái nhóm bên trong á, module á, cái layout theo điều kiện năm này, năm phần. Không có như là đó là khái niệm mà mới. Đó là urban customization. À, các bạn dùng để anh dùng cái luôn. Thì vậy các bạn khác đi, các bạn anh đề nghị là các mọi người phải đối diện, phải tương tác không là không đâu. Để nha, anh sẽ từng người một này. Hai nè. Tuyến là ba đúng không? Tuyến là bao rồi? Thảo là ba này. Tuyến là bao rồi? Tuyến là bên trên à? Nào quen Tuyến Thảo này. Hà này, Tuyến này. Thảo ngồi chỗ này. Thảo đó. Thảo này. Bây giờ mình để dành mình để quyền 5 bạn này trước đấy nha. Em xin phép dừng ở đây ạ. Sao rồi? Các em có ý kiến mà. Các em có ý kiến. Mình làm xong trong này nó nhanh nhé. Mình làm xong cái tình của mình nó nhanh nhé. Ra này. Đây. Nhìn hình nhau khác hẳn nữa. Dạ, nghe đây không? Nghe được không? Vâng. Để 17:10 nhé, 17:10 mình quyết nhé. Vâng. Như là kia đâu rồi? Đó đây, để người nói cứ nói, người chuồn cứ chuồn. Thank you.
mất rồi, quên mất dòng chia tắt này, cái quên mất chia tắt cái này. Anh để anh để khoảng độ 10 phút nhé. Một ý kiến, anh để tắt xong rồi. Ai làm phần customization, ai đứng ra giảng phần, ai làm lúc phần customization layout này, thực ra nó chỉ liên quan layout này sẽ trước từ buổi đầu đến hôm nay mình làm cái một layout, bây giờ nó thực ra bản chất nó chạy trên nhiều layout đấy. Ai làm quen này nhỉ? Làm gì đấy? Tiến ơi. Unmuted. Muted. Alo Tiến. Alo Tiến. Unmuted. Em bảo này có lẽ mình dừng livestream đi vì các bạn mình chưa đi như tôi. Anh em dừng livestream ngay. Bởi vì cái phần tiếp theo của mình ấy là phần có thể chỉ là nên chuyển nội bộ. Nhá. Yeah, nội dung về link các thứ là không bị chuẩn rồi. Anh em để tham khảo. Xong rồi sau đó mình sẽ biên tập tại sao. Anh cảm ơn Tiến nhé. Muted.